Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Hán Dịch, Đời Nguyên Ngụy, Đại sư Cù Đàm Bát Nhã Lưu Tri, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Phẩm 2, Sinh Tử. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy, tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp, tùy theo tuần tự bỏ lậu hoặc như thế nào, đầu tiên sẽ bỏ pháp bất thiện, tiếp đến tu hành pháp thiện, tư duy chánh quán, giữ tâm theo chánh niệm. Người kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiên nhãn, vị tỳ kheo kia đầu tiên quán như vậy, căn trần đối nhau nhưng lại làm nhân duyên cho nhau. Vì thế mà tất cả thế giới từ vô thủy đến nay luân hồi trong sinh tử, người kia quán như vậy, tất cả đều do duyên sinh. Cảnh giới đại hải đều vô ngã, chỉ có nhân duyên của nội tâm và ngoại cảnh lưu chuyển trong thế gian. Như vậy, đầu tiên phải tu tập hạnh xa lìa, phải xa lìa nơi ồn náo, ưa thích chốn thanh vắng, nơi a lan nhã, trong vùng núi rừng, đồng rộng, bên gốc cây, nơi đất trống, gò mã, thì có thể chế ngự được cái tâm khỉ vượng. Nhờ vào sự tu tập nên tâm được tịch tĩnh, không ưa thích ca múa, đùa giỡn, ồn ào trong xóm làng, cũng không thích nhìn phụ nữ, già trẻ, không thích nói nhiều. Có hai loại kết hủy hoại phạm hạnh. Một là dâm nữ, hai là nói nhiều. Hai kết này phải nên lìa bỏ. Lìa bỏ chúng rồi, tâm mới được hoàn toàn tịch tĩnh, người ấy theo đấy mà an trụ. Thế nào là chánh quán? Đầu tiên quán pháp gì? Đầu tiên người kia quán 18 hành của ý. Khi quán có thể khởi lên căn thiện, căn bất thiện và căn vô ký. 18 hành của ý là gì? Tỳ kheo quan sát đúng đắn về ý. Khi mắt thấy sắc, nếu bị nhiễm do ý hỷ, thì mắt quả báo bất thiện. Nếu khởi ý ưu, lì bỏ ý nhiễm dục, thì được quả báo thiện. Còn khởi ý xả thì đưa đến quả báo vô ký. Lại nữa, khi tai nghe âm thanh, nếu bị nhiễm do ý hỷ, thì mắc quả báo bất thiện. Nếu khởi ý ưu, lì bỏ ý nhiễm dục, thì được quả báo thiện. Còn khởi ý xả thì đưa đến quả báo vô ký. Lại nữa, khi mũi ngửi mùi hương, nếu bị nhiễm do ý hỷ, thì mắc quả báo bất thiện. Nếu khởi ý ưu, xa lì ý nhiễm dục thì được quả báo thiện, còn khởi ý xả thì đưa đến quả báo vô ký. Lại nữa, khi lưỡi nếm mùi vị, nếu bị nhiễm do ý hỷ thì mắc quả báo bất thiện. Nếu khởi ý ưu, xa lì ý nhiễm dục thì được quả báo thiện, còn khởi ý xả thì đưa đến quả báo vô ký. Lại nữa, khi thân xúc chạm, nếu bị nhiễm do ý hỷ thì mắc quả báo bất thiện. Nếu khởi ý ưu, xa lì ý nhiễm dục thì được quả báo thiện, còn khởi ý xả thì đưa đến quả báo vô ký. Lại nữa, khi ý biết pháp, nếu bị nhiễm do ý hỷ thì mắc quả báo bất thiện. Nếu khởi ý ưu, xa lì ý nhiễm dục thì được quả báo thiện, còn khởi ý xả thì đưa đến quả báo vô ký. Do bà quả báo thuộc 18 hành của ý làm cho chúng sinh luôn sinh tử trong thế gian. Nếu tỳ kheo kia quan sát 18 hành của ý như vậy thì đạt được sơ địa. Bấy giờ Dạ Xoa sống trên đất thấy sự việc như vậy trở nên hoan hỷ, tuần tự nói cho Dạ Xoa nơi hư không nghe. Dạ Xoa sống trên đất và Dạ Xoa nơi hư không hoan hỷ, hướng đến tàu với Tứ Đại Vương. Tứ Đại Vương hướng đến Tứ Thiên Vương hoan hỷ nói: trong cõi Diêm Phù Đề, ở nước, thuộc thôn, xóm, có thiện nam, họ, tên, đã cạ bỏ râu tóc, mặc pháp y, xuất gia theo chánh tín, lì bỏ chỗ ồn náo, ở nơi tịch tĩnh, nay lại quan sát 18 hành của ý, đã chứng được sơ địa. Tứ Đại Vương tâu như vậy, Tứ Thiên Vương lại vô cùng hoan hỷ, nói: quần ma bị tụng giảm,
bạn chánh pháp được tăng trưởng. Tử Thiền Vương lại hướng đến cõi trời Tam Thập Tam, hoan hỷ tâu với Thiền Vương Đế Thích. Trong cõi Diêm Phù Đề, ở nước thuộc thôn xóm có thiện nam họ tên đã cạo bỏ râu tóc, đắp pháp y, xuất gia theo chánh tính, lìa xa nơi ồn ào, cho đến ở chốn Gò Mã đã quán 18 hành của ý, đúng như pháp chứng được sơ địa, như pháp mà chánh quán. Tử Thiên Vương tâu với Vua Đế Thích như vậy. Vua Đế Thích Kiều Thi Ca ở cõi trời Tam Thập Tam nghe xong tâm rất vui mừng. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Tỳ kheo kia đúng như pháp đã quán 18 hành của ý, chứng được sơ địa. Sau đó làm sao chứng được nhị địa? Người kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiên nhãn. Tỳ kheo kia tuần tự quan sát bằng bốn thứ. Bốn thứ là tuệ, đế, xả và xuất. Thế nào là tỳ kheo trú trong tuệ gia? Nghĩa là tỳ kheo kia quan sát tự thân theo chánh pháp, nhận biết đúng như thật rõ ràng về từng phần. Trong thân này có địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, không giới và thức giới. Thế nào gọi là địa giới? Địa giới có hai là nội địa giới và ngoại địa giới. Sao gọi là nội địa giới? Các bộ phận hiện có trong thân thể gọi là nội địa. Nội địa đó có cảm giác, vị ấy có cảm giác như thế nào? Nghĩa là khi chúng hòa hợp với da, thịt thì có cảm giác, đó là lông, tóc, móng, răng, các căn. Chúng thuộc về chất cứng và nhám, cảm giác ấy thuộc nội nhập. Nội địa còn gì nữa? Đó là lông, tóc, móng, răng, da, thịt, gân, mạch, cốt, tủy, thận, tim, phổi, dạ dày, lá lách, đàm, sinh tạng, thục tạng, đại trường, tiểu trường, đầu não. Như vậy, tất cả vật gì thuộc phần bên trong thân, thuộc chất cứng và nhám, có cảm giác thì gọi là nội địa giới. Sao gọi là ngoại địa giới? Tất cả phần địa hiện có bên ngoài thuộc chất cứng và nhám, không có cảm giác thì gọi là ngoại địa giới. Nếu nội địa giới và ngoại địa giới hòa hợp lại thì địa giới chỉ là địa giới. Quán địa giới không có người tạo tác và không có người thọ nhận. Tất cả đều do nhân duyên, vô thường, không vui thích, vô ngã, bất tịnh. Tỳ kheo quan sát bằng trí tuệ như vậy sẽ được giải thoát. Tất cả đều không phải là ngã, không phải là ngã sở, cũng không phải là tự ngã của ngã. Thấy biết đúng như thật về địa giới như vậy, tâm lìa được dục, đó là tỳ kheo bằng trí tuệ mà được giải thoát. Thế nào là thủy giới? Thủy giới có hai là nội thủy giới và ngoại thủy giới. Thế nào là nội thủy giới? Tất cả các loại nước đều thuộc về tướng của thủy giới. Nghĩa là tướng hòa tan, thấm ướt trong thân như nước mắt, nước dãi, não, máu, mỡ, tủy mật, tiểu tiện, mồ hôi. Tất cả các loại nước bên trong thân thể thuộc về cảm giác nên gọi là nội thủy giới. Sao gọi là ngoại thủy giới? Các loại nước bên ngoài thuộc về chất ẩm ướt, chúng bất giác, tức là không cảm giác. Vì không có cảm giác nên gọi là ngoại thủy giới. Nếu nội thủy giới và ngoại thủy giới hòa hợp làm một thì thủy giới chỉ là thủy giới. Quan sát thủy giới này, tất cả không phải là ngã, cũng không phải là ngã sở, lại cũng không phải là tự ngã của ngã. Thấy biết đúng đắn như thật về thủy giới thì tâm lìa được dục, đó là tỳ kheo trú trong trí tuệ. Thế nào là hỏa giới? Hỏa giới có hai là nội hỏa giới và ngoại hỏa giới. Thế nào là nội hỏa giới? Tất cả những phần nóng hiện có thuộc hơi nóng nơi thân thể, bên trong có cảm giác, nghĩa là hơi ấm trong thân,
nhưng không thiêu đốt và có thể tiêu hóa. Sao gọi là có thể tiêu hóa? Khi ăn uống nhẫn thức, ăn đồ uống, nhẫn thức ngon lưu chuyển, tiêu hóa, đó là nội và nội phần nơi thân. Nóng thuộc về hơi nóng, bên trong có cảm giác nên gọi là nội hỏa giới. Thế nào gọi là ngoại hỏa giới? Tất cả những loại lửa bên ngoài thuộc về sự nóng, không cảm giác. Vì không có cảm giác nên gọi là ngoại hỏa giới. Nếu nội hỏa giới và ngoại hỏa giới hòa hợp làm một thì hỏa giới chỉ là hỏa giới. Quán hỏa giới tất cả đều không phải là ngã, không phải là ngã sở, cũng không phải tự ngã cũng ngã. Thấy biết đúng đắn như thật về hỏa giới thì tâm lìa được dục. Như vậy, hỏa giới không có người tạo tác, không có người thọ nhận. Thế nào là phong giới? Phong giới có hai loại là nội phong giới và ngoại phong giới. Thế nào là nội phong giới? Nội và nội phần bên trong thân thuộc về phong giới, chuyển động nhẹ, có cảm giác. Còn như thế nào nữa? Nghĩa là gió thổi lên, gió thổi xuống, gió thổi bên. Những thứ gió phát sinh giống như kim chích, như bị dao chặt, gió nghiêng, gió xoáy. Những thứ gió như vậy có 80 loại, chúng chuyển động giống như trùng bò. 80 thứ gió phân chia đi khắp 80 chỗ. Như vậy, từng phần, từng chỗ bên trong thân thể thuộc về phong giới, chuyển động nhẹ, có cảm giác nên gọi là nội phong giới. Thế nào gọi là ngoại phong giới? Có những loại gió bên ngoài thuộc sự động nhẹ, hòa hợp không có cảm giác, đó là ngoại phong giới. Nếu nội phong giới và ngoại phong giới hòa hợp làm một thì phong giới chỉ là phong giới. Quán phong giới tất cả không phải là ngã, không phải là ngã sở, cũng không phải tự ngã của ngã. Thế thì phong giới không có người tạo tác, không có người thọ nhận. Thấy biết đúng đắn như thật về phong giới thì tâm lìa được dục. Đó là tỳ kheo đạt được trí tuệ. Thế nào là hư không giới? Hư không giới cũng có hai, là nội hư không giới và ngoại hư không giới. Thế nào là nội hư không giới? Nghĩa là nội phần trong thân, hư không của nội phần thuộc về hư không giới. Chỗ có cảm giác và có khắp mọi nơi, chỗ sắc chuyển động, như những thứ thức ăn đưa xuống tiêu hóa bài tiết, chỗ ruột phồng lên. Hư không ở trong cổ họng, trong tai, trong mắt, trong mũi. Hư không nơi lưỡi, hư không nơi miệng. Hư không khi lưỡi trong miệng hoạt động đều gọi là nội hư không giới. Thế nào gọi là ngoại hư không giới? Nghĩa là tất cả hư không mà không thuộc về cảm giác có trong tất cả khắp nơi. Hư không trong thân cây, cành, nhánh, lá, trong các lỗ hang đều có hư không, núi sông, ao rạch đều có hư không, như hang lỗ bên ngoài, đó là ngoại hư không giới. Nếu hư không giới thuộc nội sắc và hư không giới thuộc ngoại sắc hòa hợp làm một thì giới này chỉ là giới. Quán hư không giới này tất cả đều không phải là ngã, không phải là ngã sở, cũng không phải tự ngã của ngã. Như vậy, thấy biết đúng đắn như thật về hư không giới thì tâm lìa được dục. Quán như vậy rồi, tâm không còn buông lung, thấy rõ không giới này đều không phải là ngã, không phải là ngã sở, cũng chẳng phải tự ngã của ngã, không có tác giả, cũng không có người thọ nhận. Biết vậy rồi thì tâm lìa bỏ dục. Thức giới là gì? Nghĩa là 12 nhập do trong và ngoài hòa hợp lại với nhau, như nhãn thức thấy vật, ý thức phân biệt. Như vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gọi là thức giới. Trong đó, ý là căn bản, nên tất cả đều do ý thức nhận biết. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: ý dẫn đầu các pháp, ý có sức nhanh chóng, đầu tiên ý chuyển động, đưa đến nói và làm, rũ sạch các nghiệp ác, có thể biết chuyển sinh,
biết rõ quả báo nghiệp thì đạt chỗ bất tử. Hay chế ngự các căn, thích làm lợi chúng sinh, giữ các căn tịch tỉnh là tỳ kheo an ổn, cởi chiếc xe sáu căn, giết được giặc tâm dục, trí dũng hành lang nhã, đến được nơi tịch tỉnh, chỗ thanh vắng biết đủ, nằm đất cảm thấy vui, hay dứt sạch pháp ác, như gió tan mây mù, thân khẩu nghiệp đều thiện, ưa thích tạo điều lành, thấy rõ nhiệt tâm làm, có thể phá quân ma, các dục không thể trói, tâm thiện không tham đắm, có nhiều tâm từ bi, xuất gia làm tỳ kheo, cảnh giới là nhân trói, ai không ưa thích sắc, được tịch tỉnh thù thắng, đến chốn không khổ não. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy, tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp, suy nghĩ như vậy rồi, người kia quán 18 hành của ý và đã thành tựu được sơ địa, biết rõ về sáu giới thì chứng được địa thứ hai, lại phải niệm pháp gì để đạt được địa thứ ba. Người kia thấy nghe biết hoặc thấy bằng thiên nhãn, nhận biết đúng như thật, rõ ràng về năm thọ căn, nên đạt được địa thứ ba. Thế nào là biết đúng về lạc thọ do dục sinh? Người kia nhận biết đúng như thật, tuần tự biết về khổ thọ sinh, biết hỷ thọ sinh, biết ưu thọ sinh, biết xả thọ sinh, tất cả những thú vui đều biết. Biết do xúc làm nhân mà sinh lạc thọ, biết lạc thọ rồi, người kia nhận biết đúng như thật, tôi biết lạc thọ. Tỳ kheo kia biết do xúc làm nhân duyên mà sinh lạc thọ, khi tiếp xúc với lạc thọ thì không sinh tham dục, biết lạc thọ do xúc sinh, rồi thì lạc thọ diệt. Lạc thọ diệt rồi, người kia nhận biết đúng như thật, ta đã diệt lạc thọ. Người kia nghĩ như vậy, khổ thọ của ta sinh, do nhân duyên mà sinh, người kia biết khổ thọ sinh, cũng giống như lạc thọ. Người kia biết rõ, cũng như lạc thọ, do xúc với nhân duyên mà sinh, ở trong khổ thọ nói rộng ra như vậy. Thế nào là tỳ kheo nhận biết hỷ thọ, do nhân duyên với xúc là sinh hỷ thọ? Thế nào là tỳ kheo nhận biết ưu thọ, do nhân duyên là xúc mà sinh ưu thọ? Nếu tùy thuận quán hỷ thọ ấy thì hỷ thọ diệt, thấy hỷ thọ diệt thì lìa bỏ được dục hỷ thọ. Nếu hỷ thọ của ta mới sinh ra thì liền diệt ngay, thấy nó diệt rồi thì nhận biết đúng như thật về thọ, người kia lìa được dục. Như vậy nói rộng ra, về ưu thọ và xả thọ cũng như thế. Người kia thấy biết đúng như thật nên đạt được địa thứ ba. Dạ xoa sống trên đất, biết được nên hoan hỷ, tuần tự hướng lên nói với dạ xoa nơi hư không. Dạ xoa nơi hư không tâu với tứ đại vương, tứ đại vương tâu với tứ thiên vương, tứ thiên vương lại tâu với vua đế Thích Kiều Thi Ca. Ở cõi Diêm Phù Đề, trong nước, thôn, xóm, có thiện nam, họ, tên, đã cạo bỏ râu tóc, đắp pháp y, xuất gia theo chánh tín, chứng được địa thứ ba, muốn cùng ma chiến đấu, làm suy yếu quân ma và tăng trưởng bạn chánh pháp. Bồ Đế Thích nghe như vậy tâm rất hoan hỷ. Bồ Đế Thích Kiều Thi Ca liền cởi vòi lớn là Yên La Bàn Na, từ chỗ thiên chúng thần thông lớn bậc nhất đến Diệm Ma Thiên hoan hỷ nói, ở cõi Diêm Phù Đề, trong nước, lần lượt cho đến đạt được địa thứ ba, muốn chiến đấu với ma, làm tổn giảm quân ma, tăng trưởng bạn chánh pháp. Diệm Ma Thiên nghe vua Đế Thích nói như vậy, tâm rất vui mừng. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy, tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp, tỳ kheo kia đạt được địa thứ ba rồi, phải tu như thế nào để chứng đắc địa thứ tư? Người kia thấy nghe biết hoặc thấy bằng thiên nhãn, tùy kheo ấy muốn đạt được địa thứ tư phải quan sát như vậy. Do xúc làm nhân duyên mà sinh lạc thọ, nếu nhân duyên của lạc thọ diệt,
Tịch tỉnh vắng lặng thì không còn lạc thọ, do xúc làm nhân duyên mà sinh khổ thọ. Như vậy, người kia xa lìa các khổ, khổ do xúc sinh, khổ do thọ sinh, khổ do tập sinh. Nguyên nhân của các khổ, người kia nhận biết thọ, do xúc làm nhân duyên. Thọ của ta trong mỗi niệm, cùng với xúc sinh khởi, do xúc sinh, người kia đối với lạc thọ, tâm không sinh hoan hỷ, không sinh hỷ lạc, không khen ngợi thọ ấy, cũng không tạo tác nhiều, không tham đắm. Như thế, người ấy không bị khổ thọ bức bách, không buồn, không loạn. Hành xả như vậy, ức niệm, biết đúng về hành xả và ba thọ các tâm còn lại đều không bị nhiễm. Tất cả đều được lìa bỏ như vậy là được thanh tịnh, trong sạch. Tỳ kheo kia nghĩ như vậy, tà này đối với xả này đã được thanh tịnh như vậy, trong sạch như vậy, nay ta làm sao đạt được hư không xứ? Người kia hy vọng muốn được sống ở hư không xứ, làm sao ta đạt được tâm của xứ đó? Ta đã hiểu rốt ráo, chắc chắn về xả, nay ta đã xả hoàn toàn về hỷ lạc, luôn thâu giữ không lì bỏ. Ta nhờ vào xả này mà được vào hư không xứ, nhờ vào xả này ta được thanh tịnh như vậy, trong sạch như vậy. Ta rất hy vọng đạt đến thức xứ vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ta rất mong được vào xứ ấy. Với chánh hạnh như vậy, người kia hành đúng đắn theo phi tưởng phi phi tưởng xứ và nghĩ, này ta nhờ vào xã này mà được ở xứ kia, giúp ta đạt được pháp của xứ đó. Ta nhờ vào xã này mà đạt hỷ lạc trong xứ đó, chánh hạnh phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ví như người thợ vàng khéo léo hay học trò của ông ta đem khối vàng sống đẹp đặt vào lửa, dùng ống bể thổi, tay cầm kềm, vừa thổi vừa đập một cách điêu luyện thành thạo, vàng sống ấy trở thành mềm mại, sáng sủa, rực rỡ tùy ý dùng. Vàng ấy được làm ra bất cứ vật gì đều đáng khen ngợi, đem nó đi bất cứ phương nào, nơi nào cũng không ai chê bai, vì mài nó không còn vết dơ, không tạp uế, không sắc nhám, là vật sáng mềm bậc nhất. Những vật được làm ra đều đẹp đẽ, bóng láng, sáng rỡ. Ánh sáng của nó che lấp những thứ vật báu khác, vì người thợ vàng thiện xảo ấy và những học trò của ông ta đã biết cách mài dũa khéo léo khối vàng thật ấy, nên biết đó là vật báu đích thật. Biết như vậy rồi, tùy theo sự nhớ nghĩ mà có thể làm bất cứ vật gì khiến cho ai trông thấy đều hoan hỷ, như làm cái linh hoặc để trang nghiêm thân, chỗ thấy hoặc không thấy, dùng làm hoa tai để trang nghiêm nơi tai, làm chuỗi anh lạc để trang nghiêm nơi cổ, hoặc để trang nghiêm cúng dường kinh luận, hoặc làm nhẫn đeo tay, vòng nhẫn khắc chữ để trang nghiêm nơi ngón tay, hoặc làm vòng hoa mão báu để trang nghiêm nơi tóc. Vật báu đích thực ấy trang nghiêm bất cứ chỗ nào, những vật trên đều tương ứng hoàn hảo. Đạt trí tuệ, tỳ kheo giữ giới nghĩ, ta này nhờ nơi xả này mà được thanh tịnh như vậy, trong sạch như vậy, chánh hạnh như vậy, để vào hư không xứ được tương ứng. Ta dựa vào xả ấy mà buộc niệm vào xứ ấy, hỷ lạc trong xứ ấy, trụ vào xứ ấy. Ta nhờ vào xả này mà hội nhập nơi hư không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Lại suy nghĩ, ta trụ vào xả này, làm sao để nó luôn luôn không động, không hoại, không diệt trong từng niệm. Người kia suy nghĩ như vậy rồi, sau đó duyên dựa vào bốn xứ vô sắc, xả kia chẳng phải là thường, chẳng phải là vô thường, chẳng phải là động hay bất động, chẳng phải là thường hay vô thường. Người kia biết duyên vào hư không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ kia, chẳng phải là thường hay vô thường. Ở trong xứ đó tâm không hỷ lạc,
biết nó không tịch tỉnh, là vô thường, động chuyển. Người kia lại quán về thọ, biết thọ do dục sinh, biết thọ do dục sinh rồi, thì biết thọ cũng do dục diệt, biết thọ diệt rồi, thì biết thọ do nhãn xúc sinh, tuần tự biết thọ do nhĩ xúc sinh, biết thọ do tỷ xúc sinh, biết thọ do thiệt xúc sinh, biết thọ do thân xúc sinh, biết thọ do ý xúc sinh. Người kia đã nhận biết rõ về thọ rồi, lại từ thọ ấy quán xét thật kỹ, thọ do nhãn xúc sinh, dục sinh đã sinh rồi, cùng với thọ ấy trụ, ta đều biết rõ, biết thọ của ta diệt, dục diệt đều đã diệt. Lại nữa, biết thọ do nhĩ xúc sinh, thì thọ do nhãn xúc sinh bị diệt, đều đã diệt, nên nhàm chán và vứt bỏ không trở lại nữa. Thọ này đã diệt theo thứ lớp quán thọ, do nhĩ xúc sinh làm duyên cho khổ, vui và không khổ, không vui. Thọ do nhĩ xúc sinh như vậy, tùy thuận mà quán xét. Biết như thế rồi, thì khi thọ thuộc nhĩ xúc, không sinh hỷ lạc. Biết rõ về thọ ấy rồi, thì lìa bỏ dục và được giải thoát. Trên nói về thọ do nhĩ xúc sinh, thọ ấy đã diệt rồi, lại quán thọ do tỷ sinh và nhân duyên của tỷ xúc. Thọ này của ta sinh, nếu duyên vui thì sinh vui, duyên khổ thì sinh khổ, duyên không khổ không vui thì sinh không khổ không vui. Như vậy tùy thuận quan sát. Thọ do tỷ xúc sinh, nhận biết đúng như thật thì thọ sẽ diệt. Biết thọ diệt thì thọ do tỷ xúc sinh cũng diệt luôn. Biết thọ do tỷ làm duyên sinh khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Về sau thọ do duyên của tỷ sinh, quan sát như vậy, cũng sinh như vậy, sinh rồi lại diệt. Thọ do tỷ xúc sinh đã diệt, bây giờ quán thọ do thiệt sinh. Khi thọ sinh cũng có ba loại như đã nói ở trên, tuần tự cho đến quán thọ do ý sinh cũng có ba loại. Người kia nhận biết đúng như thật về thọ rồi, chứng được địa thứ tư. Vị ấy tinh tấn, dũng mãnh, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của quân ma, dạ xoa sống trên đất, biết được nên rất hoan hỷ, lại hướng lên nói với dạ xoa nơi hư không. Dạ xoa nơi hư không hướng đến tứ đại vương tâu như vậy, tứ đại vương hướng đến tâu với tứ thiên vương hướng đến tâu với vua đế thích, vua đế thích lại hướng đến diệm ma thiền nói, ở cõi diêm phù đề, trong nước, thôn, làng, có thiện nam, họ, tên, đã cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, xuất gia theo chánh tín, trì giới, tinh tấn, theo thứ tự mà nhận biết đúng như thật về thọ và đã chứng được địa thứ tư. Tà này hướng lên trời mà nói rõ, khiến cho quần ma tổn giảm, bạn chánh pháp được tăng trưởng. Diệm ma thiền thấy vua đế thích cởi vòi trắng yên la bàn na, tâm sinh hoan hỷ nói với vua đế thích, này đế thích, con người trong cõi diêm phù đề tùy thuận theo pháp mà thực hành, phải nên yêu mến người ấy, đó là điều ông phải làm. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp, tùy theo kia làm sao lìa bỏ được sự trói buộc của ma, quan sát về xả thọ. Người kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiên nhãn, tùy theo kia quan sát kỹ về thọ, do nhân duyên của nhãn thức mà sinh thọ bất thiện. Thọ ấy muốn khởi lên thì duyên nơi thiện thứ hai làm cho thọ bất thiện diệt, thọ thiện được sinh. Duyên ký kia diệt thì thọ ký diệt, thọ vô ký sinh. Tuần tự thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do thân xúc sinh, thọ do ý xúc sinh. Nếu biết rõ về thọ như vậy, thì pháp thiện được đầy đủ, phiền não tiêu trừ. Người kia tu hành như thế rồi, lại quán kỹ về thọ. Người kia muốn quán về pháp của thọ đều bị che lấp.
như ánh sáng đèn, thì bị ánh sáng mặt trời, mặt trăng che lấp. Hai thọ ấy ngăn che cũng như vậy. Thọ thiện đã sinh rồi, thì ngăn che thọ bất thiện. Nên biết như ánh sáng đèn, nếu có ánh sáng đèn thứ hai, thì không thể làm chướng ngại nhau. Lại suy xét về thọ, thọ nào và cùng với thọ nào ngăn che nhau một cách sốt ráo, người kia thấy thọ thiện ngăn che thọ bất thiện một cách sốt ráo. Còn như ánh sáng đèn thì ánh sáng của sao không ngăn che nhau. Lại nữa, tỳ kheo kia suy xét quan sát thọ cái gì và đối với thọ nào có thể hủy hoại, người kia quan sát về thọ duyên vô lậu hủy hoại thọ duyên hữu lậu. Ví như ánh sáng lửa có thể che lấp ánh sáng của tuyết, thọ nào thắng thọ nào, người kia lại quán xét thọ bất thiện kia ngăn che thọ thiện, sau đó sinh trở lại. Giống như ban ngày ánh sáng mặt trời che lấp ánh sáng mặt trăng, vào ban đêm ánh sáng mặt trăng không bị che lấp. Lại nữa, tỳ kheo kia suy xét đúng đắn về thọ, nhiều thọ hòa hợp lại thì một thọ có thể che lấp vượt hơn nhiều thọ kia. Quán nhiều thọ kia là thọ thế gian, một thọ là thọ của tâm vô lậu xuất thế gian. Thọ này thù thắng có thể che lấp thọ hữu lậu. Giống như trong đêm tối có rất nhiều sao, nhưng chỉ một ánh sáng của trăng là có thể che lấp tất cả vì sao kia. Lại nữa, tỳ kheo kia tùy thuận quan sát về thọ vi tế kia, thế nào là nhiều thọ, nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân khởi lên đó là thọ hữu lậu, thế nào là thiện phát sinh. Người kia quán xét về các thọ trong thế gian, có nhiều thọ hữu lậu, không có thọ vô lậu. Vì thế gian không có diệu lực như ánh sáng của sao trong đêm, có khi trăng thì nó không thể chiếu sáng hoàn toàn. Lại nữa, tỳ kheo kia quan xét về thọ ấy, thọ này của ta trụ được bao lâu. Người kia quan sát thọ của ta sinh diệt tương tục, giống như ánh sáng của điện chớp. Tỳ kheo quan sát nghĩa này như thế nào, nhân duyên của nhãn thọ có sinh ra tỷ thọ không. Người kia quan sát đúng đắn, do duyên của ý căn sinh thọ, thọ ấy hủy hoại thọ của tất cả các căn khác. Giống như bò trâu ngựa lạc đà đều có chung một tướng hoại, nhưng nhân duyên đưa đến cái hoại thì khác nhau. Từ vô thủy đến nay, năm căn khởi lên đều duyên dự do hỷ lạc, nhưng cảnh giới của hỷ lạc lại khác nhau. Nếu hủy hoại cảnh giới của tướng ý lạc thì cảnh giới của căn hoại theo, ví như trâu ngựa lạc đà heo. Tỳ kheo kia quán về thọ như vậy thì được trí tuệ vi tế. Tỳ kheo kia đối với trí ấy ưa thích tu tập và thực hành nhiều, quán xét về lạc thọ rồi tùy thuận quán thọ một cách sốt ráo. Tỳ kheo kia suy nghĩ, thọ này của ta do nhãn nhĩ tỷ thiệt thần ý mà khởi lên, nó từ đâu sinh và diệt thì đi về đâu. Tỳ kheo kia tùy thuận quan sát thì biết thọ đã diệt sạch do tư duy về đạo lý. Quán như vậy rồi, tỳ kheo kia biết thọ không từ đâu sinh và diệt thì cũng không đi về đâu. Nhãn thọ này của ta xưa không, nay có rồi lại hoàn không. Nhãn này của ta không từ đâu đến, giống như nước biển, diệt rồi thì không đi về đâu, như nước cát sông đều chảy về biển cả. Thọ thuộc về nhãn của ta xưa không, nay có rồi lại hoàn không, nó do nhân duyên sinh. Thọ thuộc về nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý cũng đều như vậy. Giống như người thợ gốm hoặc đệ tử của ông ta, nhờ vào các duyên, bánh quay, khối đất, sức lực và kỹ thuật, nước, khúc cây của con người mà làm ra cái bình. Như vậy, cái bình không từ đâu đến và diệt thì cũng không đi về đâu, nhưng cái bình ấy
nhờ vào các nhân duyên mà có. Như vậy, nhãn nhờ duyên với sắc, ánh sáng, hư không, sự nhớ nghĩ mà sinh ra nhãn thọ là khổ, vui hay không khổ, không vui. Giống như cái bình kia, nếu nhân duyên tốt thì được cái bình tốt, còn nhân duyên xấu thì có cái bình xấu. Như vậy, duyên vào duyên thiện thì sinh nhãn thọ thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý cũng đều như vậy. Nếu hợp những thọ thiện lại, thuận theo thứ lớp mà tu hành thì đạt đến niết bàn. Nếu nhân duyên bất thiện thì nhãn thọ bất thiện sinh dục, sân, si, luôn luôn sinh tử, bị đọa vào cảnh giới của đường ác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tất cả việc làm thiện, quả báo thiện của tỳ kheo kia, nếu tùy thuận chuyên tâm quan sát về thọ ấy, thì không có chỗ nương dựa, không có người tạo tác, không có nhân khởi, không phải là không có nhân khởi, không có nhóm họp, phi thường, phi sắc, luôn luôn thay đổi trong từng niệm, chẳng phải là pháp điên đảo. Tỳ kheo thấy thọ ấm như vậy, thì diệt hữu ái, hỷ sanh lạc. Ái dục, xấu ác, tất cả sinh tử đều thấy là vô thường. Người kia lại ưa thích tu tập và tụ tập nhiều về đạo xuất thế gian, đoạn trừ tất cả kết, xa lì hết thảy sử. Thế nào là kết? Là kết của ái, kết của chướng ngại, kết của vô minh, kết của kiến giải, kết của sinh, kết của kiêu mạn. Phải đoạn trừ hết các kết này. Thế nào là sử? Là sử của dục nhiễm, sử của hữu nhiễm, sử của kiến giải, sử của chướng ngại, sử của mạn, sử của vô minh, kết của hành trang, kết của chướng ngại, kết của ganh ghét, kết của đố kỵ, sự của nghi hoặc, do các nhân duyên này mà luân hồi trong ba cõi, đi trong ba cõi, quay tròn nơi ba đường ác, đi dài qua ba thời gian, đối với ba phẩm hung tập theo ba thọ, là nhân duyên luân chuyển sinh tử trong ba đời. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Tỳ kheo kia làm sao nhận biết về nhân duyên của nhãn, người kia quán nhãn, do nhân gì, duyên gì mà sinh. Người kia thấy nghe biết, hoặc thấy bằng thiên nhãn, nghiệp là nhân của nhãn, nhãn nhân nơi nghiệp mà sinh. Chúng xoay tròn như thế, giống như hạt ni cư đà trong thế gian. Từ hạt mà mọc ra cây ni cư đà, cây ấy lại sinh ra hạt. Chúng bị trói buộc trong nhân duyên như vậy. Biết do nghiệp sinh, nghiệp lại chuyển sinh. Có sinh thì có già, chết, lo buồn, than khóc, khổ não. Do nghiệp nhân bị trói chặt trong lưới ái, khiến cho hết thảy kẻ phàm phu ngu si luân chuyển trong biển sinh tử, mà tưởng là đến chỗ tất cả ái. Do không tạo nghiệp nên không có ái, do không có ái nên không có thọ. Nhân duyên đó giống như ngọn đèn, nhờ có tim đèn, bầu đèn, dầu, lửa mà có ánh sáng đèn phát ra liên tục. Tỳ kheo kia quán xét nguyên nhân của thọ, quán kỹ tất cả thọ sinh ra do nghiệp nhân, nghiệp pháp và nghiệp lực. Bầu đèn dụ cho thân, dầu dụ cho căn, tim đèn dụ cho thọ dục, sân si dụ cho lửa luôn luôn phát sinh, lửa dụ cho từng niệm trí phát sinh, ánh sáng dụ cho trí tuệ. Người tu hành kia thấy biết tất cả nơi ba cõi đều có thọ này, giống như người thợ vàng hoặc đệ tử của ông ta được vàng ròng thì có thể tạo thành những vật trang sức tốt đẹp. Người thợ thiện xảo kia dụ cho người tu hành vàng ròng, dụ cho duyên dựa theo điều thiện. Nếu duyên dựa theo thiện thì được nghiệp thiện, đạt đến đạo niết bàn. Còn duyên dựa theo điều bất thiện thì đưa đến nghiệp bất thiện. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: biết rõ nhân và duyên, định rõ nghĩa vi tế,
luôn hỷ lạc giải thoát, không bị ái sai khiến. Chúng sinh theo dòng nghiệp, rồi theo nghiệp mà sinh. Quả nghiệp trói buộc rồi, đi trong cõi hiểm ác, ai lì nghiệp bất thiện, thường hỷ lạc nghiệp thiện. Người tu hành như thế, như trăng sáng trong lành, người kia đốt nghiệp ác, như lửa đốt cỏ khô, chói sáng trong ba cõi, giải thoát các pháp ác. Nếu ai cầu giải thoát, tâm không thích sinh tử, không bị sinh tử trói, như chim bay trên không, biết rõ nguyên nhân thọ, biết rõ quả báo thọ, thì sẽ được giải thoát, biết rõ về ba cõi, khổ vui không lay động, tốt xấu không để tâm. Thấy thế gian như lửa, người tu hành từ bi, ý không bị lỗi lầm, thích thực hành chánh pháp, tầm thích pháp tỳ kheo, thế gọi là tỳ kheo. Không thích gặp thân ái, thích gặp bậc hiền thiện, xuất gia liền nhà cấu, như vậy là tỳ kheo. Giữ các căn tịch tỉnh, không tham đắm cảnh giới, đi nhìn đất một tầm, như vậy là tỳ kheo. Không mắng giết người khác, nhất định không mua bán, không thích đến ngã tư, như vậy là tỳ kheo. Không thích xem ca múa, không ưa chốn người giàu, thích ở nơi gò mã, như vậy là tỳ kheo. Ngày chỉ ăn một bữa, không cất để ngày mai, ăn vừa đủ hai phần, như vậy là tỳ kheo. Xả bỏ áo quần đẹp, ưa thích y phấn tảo, ăn khế hợp với tu, như vậy là tỳ kheo. Không tạo nghiệp thế tục, không mong quả thế gian, không khổ cầu vật dụng, như vậy là tỳ kheo. Giải thoát khỏi dục sân, lìa bỏ tâm bùng si, pháp ác không làm dơ, như vậy là tỳ kheo. Vượt qua tất cả kiếp, xả ly tất cả sử, giải thoát mọi trói buộc, như vậy là tỳ kheo. Đi đường tám chánh đạo, hướng đến thành niết bàn, lìa ý ác phiền não, như vậy là tỳ kheo. Ý vẫn càng vắng lặng, lìa bỏ vũng bùng dục, thường nhất tâm chánh niệm, như vậy là tỳ kheo. Đã chứng được trí địa, tâm tịch tỉnh thấy rõ, biết thiện ác các địa, như vậy là tỳ kheo. Pháp lậu, pháp vô lậu, đều do duyên mà sanh, biết tất cả mọi pháp, như vậy là tỳ kheo. Chánh trực tu phạm hạnh, tịch tỉnh lì biến trễ, dậy sớm tịnh cung kính, như vậy là tỳ kheo. Ưa thích tu định huệ, lại ưa thích tứ thiền, ưa thích trốn vắng lặng, như vậy là tỳ kheo. Như chim bay trên không, bóng nó luôn theo bên, như ý thuận chánh pháp, như vậy là tỳ kheo. Hay diệt các phiền não, quán thiện ác bình đẳng, khéo biết thở ra vào, như vậy là tỳ kheo. Nếu biết theo thứ tự, thấy rõ pháp mình tu, biết rõ đạo phi đạo, như vậy là tỳ kheo. Được lạc, tâm không hỷ, gặp khổ, lòng không ưu, hỷ ưu tâm bình đẳng, như vậy là tỳ kheo. Nếu biết rõ sinh tử, thiền tu là kính lại, biết chúng sinh thiện ác, như vậy là tỳ kheo. Y bác thường biết đủ, không chứa của cải quý, thiểu dục và phạm hạnh, như vậy là tỳ kheo. Nhất thực lìa cấu uế, không tham đắm mùi vị, thường xả bỏ lợi dưỡng, như vậy là tỳ kheo. Hành tâm xả tâm bi, lìa bỏ ác ganh tị, thiêu đốt mọi lỗi lầm, như vậy là tỳ kheo. Tỳ kheo kia trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát thọ như vậy, quán thọ được trí vi tế rồi, vị ấy lại quan sát sâu xa, biết thọ do xúc sinh, do duyên mà hoạt động, như vậy quán chỗ duyên, dựa thứ hai của nhãn tác hợp lại, thì diệt thọ do xúc sinh. Duyên dựa nơi thọ, do nhãn xúc sinh đã diệt, thì duyên dựa với âm thanh. Ta sinh ái thọ, nếu không ái thọ, thì tâm không cùng diệt. Tỳ kheo kia dùng dây,
chẳng sầu cột tâm vào cây cột duyên dự. Thọ kỳ đã diệt thì chỗ duyên dự của âm thanh và thọ thuộc về nhĩ đều diệt. Tỷ duyên với hương mà sinh tỷ thọ, tỳ kheo kia quán thọ do tỷ xúc sinh, vị ấy tư duy. Tỷ của ta cùng với hương mà sinh thọ thuộc tỷ là thiện hay bất thiện, ký hoặc vô ký. Tỷ này của ta thọ thì tâm không diệt, tỳ kheo quán xét sự hoại diệt của tâm với chỗ duyên dựa luôn luôn hoạt động. Như vậy thì phải điều phục tâm, lấy pháp thiện huân tập tâm để trở thành pháp thiện vô lậu, bấy giờ được bất động. Thiệt duyên hợp với vị, duyên hợp này là thiện hay bất thiện, ký hoặc vô ký. Tỳ kheo biết rõ sự duyên dựa này rồi, tiếp tục quan sát về thọ khổ, vui, không khổ, không vui. Quán như vậy và tư duy, tâm này của ta hoại hay không hoại. Lại quan sát thọ do duyên hợp với vị mà sinh, nó có thể phá hoại tâm. Quán xét như vậy rồi, dùng sợi dây chẳng sầu cột tâm kia vào cây cột duyên hợp, phải gìn giữ như vậy do sự tu hành. Nếu tâm như thế thì các sự ưa thích của vị do thiệt thọ không bị cướp mất. Lại nữa, tỳ kheo kia quán thân xúc, như vậy thân xúc cùng với thọ của xúc cột vào nơi cây cột duyên dự, thiện hay bất thiện, ký hoặc vô ký. Quán thọ của thân xúc, nếu tâm động hay hoại thì lấy cây cột vào trụ duyên hợp để điều phục nó, tức nó sẽ không hủy hoại. Lại nữa, tỳ kheo kia quán thọ do ý buộc vào pháp mà sinh thiện hay bất thiện, ký hoặc vô ký. Thấy thọ của ý hoại, tỳ kheo kia lấy dây chẳng sầu cột tâm kia vào cây cột duyên hợp để điều phục thì nó không hủy hoại. Tỳ kheo kia đã quán thọ của sáu trần với sáu căn rồi, biết rõ năm thọ nên được xứ bất tận. Người kia lấy đèn trí quán thọ do nhãn xúc sinh, nhận biết thọ gì để sinh. Người kia quán ý thức do duyên sinh ra thọ ấy mà tâm ý bị cột giữ. Tất cả kẻ phàm phu ngu si trong thế gian do lửa phân biệt mà tự thiêu đốt mình. Như vậy không có người thọ, chỉ do các hành nhóm hợp lại mà sinh, chỉ do các hành nhóm hợp lại mà diệt. Tất cả đều bị trói buộc vào nhân duyên. Tùy thuận quán thọ do nhãn xúc sinh rồi, tùy thuận mà hoạt động, không thể nắm bắt. Tâm không thay đổi, không chết, không loạn. Lại nữa, tùy theo kia quan sát thọ thuộc về nhĩ. Thế nào là thọ thuộc về nhĩ? Thọ này ai nhận biết? Người kia thấy rõ ý thức tùy thuận chỗ trói buộc. Thọ thuộc nhĩ trói buộc với ý, nương nhờ vào ý. Thọ này không có người tạo tác, không có người thọ nhận, chỉ do nhân duyên mà sinh. Như vậy, thọ thuộc nhĩ không có người tạo tác, không có người thọ nhận, chỉ do các hành tụ hợp, nhân duyên và sức mạnh mà sinh hoặc diệt. Tỳ kheo quan sát thọ thuộc tỷ, thọ này ai nhận biết? Người kia quan sát thọ trói buộc với ý thức, duyên dựa theo ý ấy, nương nhờ vào ý ấy, nhờ nhân duyên ấy, tùy thuận mà sinh, chỉ do các hành tụ hợp, không có người tạo tác, không có người thọ nhận. Nó lưu chuyển tương tục, ai quán thọ thuộc tỷ rồi thì xa lì sự thọ nhận. Lại nữa, tỳ kheo kia quán thọ thuộc thiệt, thọ này ai nhận biết? Người kia quan sát thọ trói buộc với ý thức, như vậy thiệt thọ nương vào ý ấy, cột vào sự duyên dựa ấy. Nó do duyên sinh nên không có người tạo tác, không có người thọ nhận, không có vật nào riêng biệt, chỉ do các hành nhóm hợp và năng lực của nhân duyên mà sinh. Lại nữa, tỳ kheo kia quán thọ do thân xúc sinh, thọ này ai nhận biết? Thọ này là của ai? Tỳ kheo kia quan sát sự trói buộc của ý như vậy thì thọ thuộc thân này,
không có người tạo tác, không có người thọ nhận, không phải một vật riêng biệt, chỉ do các hành tụ hợp và năng lực của nhân duyên chuyển biến. Lại nữa, tùy theo kia quan sát thọ thuộc ý, thọ này ai nhận biết, quan sát thọ thuộc ý duyên với pháp trần mà sinh ý thức, do về sự hòa hợp mà sinh xúc, xúc cùng với thọ sinh, giống như hòa hợp tất cả vật thơm lại, thì có một hương thơm đặc biệt. Hương thơm đặc biệt này chẳng do một nhân duyên, mà do nhiều nhân duyên hợp lại. Như vậy, tất cả thọ sinh ra, không có người tạo tác, không có người thọ nhận. Giống như tên hoa sen là nhờ vào thân, lá, nhụy, mùi thơm hợp nên. Như vậy, hoa sen chẳng phải do một duyên mà có được. Như vậy, thọ do nhãn xúc sinh là nhờ con mắt, sắc, hư không, niệm, ánh sáng. Nó nhờ vào con mắt mà sinh thọ. Như vậy, thọ không chỉ có một điều kiện mà sinh ra được, không phải do một vật mà sinh, không phải hòa hợp làm một loại mà sinh, chẳng phải cùng một tướng mà sinh, chẳng phải nhóm họp sinh, chẳng phải hóa sinh. Tỳ kheo kia hiểu kỹ về thọ như vậy, nên sinh pháp thanh tịnh, giống như nước mía bỏ trong nồi nấu, đầu tiên gạt bỏ chất dơ, gọi là phả ni đa, nấu lần thứ hai đặc dần, gọi là cự lữ, nấu lần thứ ba biến thành màu trắng, gọi là thạch mật. Như vậy, nước mía càng nấu, gạt bỏ chất bẩn, đặc dần cho đến thành màu trắng. Tỳ kheo kia lấy nồi duyên với lỗ trí để nấu, hầm liên tục. Đầu tiên thiền quán như phả ni đa, thứ hai như cự lữ, thứ ba như thạch mật trắng. Như vậy, tâm tỳ kheo tương tục nơi pháp, dùng lửa trí để nấu, tức thành pháp vô lậu trong sạch, xa lì trần cấu, không còn xen tạp, sinh pháp xuất thế, để ra khỏi sinh tử, xa lì trần cấu giống như giặt áo. Lại nữa, tỳ kheo kia lại dùng pháp khác, quán xét thật kỹ về thọ, do nhãn xúc sinh có thô có tế, cấu ế nặng không nhẹ, đi theo với si, thọ của chúng sinh, thọ ấy có thể hủy hoại, còn lại chút ít không chỗ nương dựa. Như vậy, thọ thuộc nhĩ, tỷ, thiệt, thần ý, tỳ kheo kia đã tu tập, đã quan sát thành tựu về thọ, quần ma sẽ bị hoại diệt, dạ so ở trên đất trở nên vui mừng nói cho dạ so nơi hư không, dạ so sống trên đất, dạ so nơi hư không, nói với tứ đại vương, tứ đại vương tâu với tứ thiên vương tâu với vua Đế Thích. Bấy giờ, vua Đế Thích liền cởi vòi trắng, yên la bàn na, hoan hỷ nói với Diệp Ma Thiên, nói đầy đủ như trên. Diệp Ma Thiên nghe Đế Thích nói, càng sinh tâm hoan hỷ, đem những thứ trang sức bằng báu trời, đàn kết đẹp đẽ, đủ thứ màu sắc, để trang nghiêm thân, cởi đủ thứ xe, có thanh hương vị xúc đáng ưa thích. Những thứ đáng ưa thích, tất cả những thứ vui đó, nhiều không thể nói hết. Thiền chủng Diệp Ma Thiền rất hoan hỷ, hướng đến đầu xuất thiền, khoảng 4 vạn do tuần, có cung điện bằng 7 báu, lầu gác tươi sáng đẹp đẽ, tất cả cung thất, thành do ý phân biệt, 1 vạn do tuần, gọi là nơi chốn của Bồ Tát Vô Lậu Lạc. Di Lặc Thế Tôn đang trú nơi ấy, có đầy đủ 500 Bồ Tát. Diệm Ma Thiên đến chỗ Đức Thế Tôn, tâm rất vui mừng, mặc thiên y hở bày vai, gối phải sát đất, lễ lại rồi chắp tay nơi trán thưa: Bạch Thế Tôn, các thiên chúng của con nay biết nơi đất nghiệp của cõi Diêm Phù Đề, trong nước thôn làng có thiện nam họ tên, đã cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, xuất gia theo chánh tính, trì giới tu hành, cùng kính các bậc tôn trưởng, chứng được địa thứ tư, cầu pháp thiện vô lậu, thấy rõ về thọ phá trừ chúng quần ma, khéo làm chắc chắn cây cầu chánh pháp,
mở bài bạch pháp, khiến cho ma vương không còn sức lực. Chư thiên được tăng trưởng có uy lực lớn, như con hôm nay đã nói. Di Lạc Thế Tôn nghe xong, nói với Diệm Ma Thiên: chư thiên có sức mạnh, ma vương yếu kém, bạn chánh pháp tăng trưởng, phiền não bị chế ngự, quần ma thất bại, ta nghe rất vui mừng. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp về thọ ấm, tỳ kheo kia đã thấy biết lượt qua, giống như ở lục dục thiên, sáu cõi trời thuộc dục giới. Bây giờ làm sao đạt được địa thứ năm? Tỳ kheo kia đã thấy rõ về thọ của thiên chúng ở lục dục thiên đã tạo nghiệp, nên quán về tướng của tưởng ấm. Vị ấy phân biệt suy nghĩ: làm sao trong địa này ta cùng với tưởng kia thực hành pháp thiện? Chánh tư duy như vậy rồi, thực hành trong phần đó, lại quan sát tướng bạch pháp của tưởng hành kia, pháp ban đầu như vậy, nên biết rõ từng phần. Thế nào là duyên với hữu kiến? Hữu đối sinh ra, tưởng bất kiến, vô đối. Tỳ kheo kia lại quan sát rộng về tưởng. Tưởng ấy duyên hợp với 11 sắc trần, đó là dài ngắn vuông tròn, và góc một nắm, vàng đỏ xanh trắng đỏ tía. Dựa vào tướng dài mà khởi tướng dài, cho nên kẻ ngu si thiếu trí trong thế gian, bị sinh tử vô biên, quả nghiệp sinh trở lại, bị các hoạn nạn về yêu ghét, lạnh nóng, đói khát sai khiến, giống như nô tỳ, lại ăn nuốt lẫn nhau, tập hợp những việc hư vọng không thật, tất cả những việc không lợi ích, như thế có nhiều vô lượng, không thể chịu nổi. Tất cả vô lượng, trăm ngàn ức na do tha, việc làm do thân, khẩu ý, tạo ra nghiệp khổ não, để trang sức thân. Kẻ phàm phu ngu si, theo nẻo hư vọng dối trá, luôn tạo ra như vậy. Trong cõi người, có các thứ khổ như cành tác, dối gạt lẫn nhau, đông cơn không đều, tranh chấp kiện tụng, kinh doanh cầu lợi, hầu hạ, gần gũi vua, vào biển, đi xa, làm ruộng, chăn trâu, sinh nơi chốn hạ tiện, biên địa, ưa thích tà kiến, các căn không đầy đủ, không được nghe chánh pháp, sinh vào chỗ không có Phật pháp, không có điều kiện tốt. Nếu không bị các nạn như trên, thì tâm thường ưa thích uống rượu, dâm dục, trộm cắp, tham dục, sân hận, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ. Những người như vậy là sinh tử mãi, duyên vào tướng dài ấy mà khởi lên tưởng dài. Trong cõi trời, tướng sinh tử dài, duyên vào tướng kia mà tưởng. Như vậy, trong cõi trời cảnh giới không thể nắm bắt, nhưng cảnh giới hỷ lạc với sắc, thanh, hương, vị, tham dục, sân si, luôn phóng dật, hùng tập gần gũi với người nữ, trong vườn hoan hỷ, trang sức đủ loại, trèo vật báu nơi cung điện, sừng cây, ao sen rất đẹp, đùa giỡn, hoang lạc, lấy một cây chiên đàn, hoa mạng đà la để rải, âm thanh ca hát, tất cả đều của hàng trời, khiến tâm hỷ lạc, xa lìa chánh pháp, đó là sinh tử dài. Nếu sinh vào nơi cõi trời, thì có những việc như vậy, do duyên vào tướng dài ấy mà sinh tưởng dài. Trong loài ngạ quỷ, tưởng sinh tử dài, duyên vào tướng của nó mà tưởng. Do tạo nghiệp ác, nên loài ngạ quỷ bị đói khát, đau đớn, thân dằn mưa chịu nắng, cổ nhỏ như cây kim, hông cao như vách núi, giống cái ống bi. Do tâm ganh tị mà chúng dùng dao, kiếm, chém giết lẫn nhau. Ở trong chỗ tối tăm, rơi vào sườn núi nguy hiểm, chạy vội vàng đến sông ngòi, ao vũng, rồi bị đám diêm ma la cầm dao gậy hoặc những vật sắc bén chặt đánh chém, bị khổ não cùng cực, ăn những thứ ói mửa của người, những thức ăn ghê tởm ấy nhiều vô lượng không thể chịu nổi. Còn những khổ như nước mắt chảy ra, đầu tóc rối bù che cả thân mặt,
Có trăm ngàn con trùng bò đầy khắp thân, nơi thân mang tất cả thứ bệnh, sống dài trong sinh tử, thường bị quạ sắt dùng móng vuốt mỏ nóng đỏ như lửa cào mổ vào mắt, miệng. Ngạ quỷ như cây bị thiêu rụi, chúng ăn nuốt lẫn nhau, đi trong đồng trống 360 ức do tuần, nhưng không có chủ, không có người hướng dẫn, bị đói khát hành hạ, thân nó bị lửa đốt, vào trong chỗ tối tăm. Ngạ quỷ như vậy, bị tà kiến dối gạt, không được nghe chánh pháp, đó là sinh tử dài, duyên vào tướng kia mà tưởng. Nơi loài súc sinh cũng ăn nuốt lẫn nhau, dâm dục không có luân lý, không biết ẩn hợp. Nếu sinh trong nước thì đi trong nước, tâm nóng bức luôn đói, thường sợ người khác bắt như rùa, ba ba sái cá. Cá đề di, đề di nghê la, có tên là cá ông, cá kim tỳ la, cá na ca la, gọi là cá đại khẩu, loài trùng ốc hến, con lớn luôn ăn con nhỏ, thường sợ bị lưới chài ngăn chặn để bắt. Đi trên đất là những loài hươu nai, trâu heo, voi bò, ngựa, lừa, gấu bị trói buộc khổ não, bị dao nhọn đâm giết, bị bệnh già chết não, hải loạn lẫn nhau, có trăm ngàn thứ thống khổ. Đi trên không là chim quạ, chuồn bay, thiên nga, khổng tước, oanh vũ, bồ câu, gà, chim trĩ, tu hú, nhạn nước, chim xanh dữ đầm, chim quán, chim sẻ, đó là những loại được người nuôi. Còn những loài chim khác bị giết, bị nhốt, đói khát ăn nuốt lẫn nhau, bị lạnh nóng bức, bách khổ não. Súc sanh như các loại như vậy, ở dưới nước, trên đất, trên hư không, ba nơi đều sợ hãi, đó là sinh tử dài, duyên vào tướng kia mà tưởng. Trong địa ngục như địa ngục hoạt, địa ngục hắc thành, địa ngục chúng hợp, địa ngục khiếu hoán, địa ngục đại khiếu hoán, địa ngục tiêu nhiệt, địa ngục a tỳ, là khổ não bậc nhất, có vô lượng trăm ngàn, chẳng thể nghĩ bàn nỗi sợ hãi về đau lửa. Rơi trong các sông ác, thân máu chảy lài láng, vào rừng đeo kiếm, trong lửa dữ, chìm trong sông trò, đi trên đất lửa nóng, chịu khổ não vì lửa thiêu đốt, bị vô lượng loại khổ não, các thứ ác dữ bức bách, không thể chịu nổi. Như vậy, địa ngục là sinh tử dài, duyên vào tướng kia mà tưởng. Tỳ kheo kia vận dụng trí tuệ quán xét, hữu kiến hữu, đối duyên vào nhân duyên, nghiệp quả của sắc dài, duyên vào tứ đế, để quan sát các hoạt động của chúng sinh trong trăm ngàn do tuần. Hành đạo như vậy, suy nghĩ theo từng phần, người ấy quan sát về nhân duyên, nhàm chán sanh tử. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy, tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Tùy theo kia làm sao tư duy từng phần để quán về tướng ngắn. Người kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiên nhãn. Tùy theo kia muốn chiến đấu với quân ma, làm sao tư duy từng phần để quán về tướng ngắn của sinh tử, nghĩa là thọ giới hạnh đầu đà, tình tuấn bổ thí, giữ giới tu trí tuệ, cung kính bậc tôn trưởng, tầm ngày thẳng hoan hỷ, theo chánh kiến, kính trọng cha mẹ, gặp Phật, nghe Pháp, cung kính cúng dường, không du nịnh, không ngã mạn, không dối trá, gần gũi thiệt tri thức, giữ niềm tin theo chánh hạnh, hành động theo tâm ngay thẳng, thuần khẩu ý thanh tịnh. Người như thế thì sinh tử ngắn, duyên vào tướng kia mà tưởng. Nếu sinh trong cõi trời thì buông lung nơi vườn hoan hỷ, xe cộ gắn châu báu, rừng cây ao sen, có chiên đàn quý giá, anh lạc thù thắng, đẹp đẽ đoan nghiêm, có cây kiếp ba, trong rừng có suối chảy, vui chơi thọ lạc, hoặc sẽ bỏ những thú vui ấy, thọ trì giới cấm, ăn uống du hành, tất cả thiền tư đọc tụng, vui gặp người thiện,
chỉ dạy người khác đọc tụng, bố thí thuận hợp, tu hành vạn hạnh, các căn tịch tỉnh, nói ít, thích nghe chánh pháp, ăn uống như pháp. Nếu cõi trời hành hóa như vậy là sinh tử ngắn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: vô số các khổ não, miệng đói khát khô nóng, lửa thiêu đốt khắp thân như lửa đốt cây khô, khổ ấy nhiều vô lượng. Càng tỉnh trong một niệm, tạm nương Phật Pháp Tăng, người đó sinh tử ngắn. Như vậy tỳ kheo duyên vào tướng mà tưởng, thường lo sợ đánh đập, bị mưa và lạnh nóng, và ăn nuốt lẫn nhau. Những khổ não như thế không thể nào tính nổi. Tâm tĩnh trong một niệm, tạm nương Phật Pháp Tăng, xúc sinh sinh tử ngắn, tỳ kheo duyên vào tướng mà tưởng, trong địa ngục hắc thần, hoặc hợp và khiếu hoán, đại khiếu hoán A Tỳ, những khổ bất cùng cực không thể nào lường nổi. Nếu ở trong một niệm, tâm tịch tỉnh giữ giới, địa ngục sinh tử ngắn, như vậy là tỳ kheo duyên vào tướng mà tưởng. Tỳ kheo kia tư duy về tướng sinh tử ngắn như vậy, thế nào là bốn cạnh? Người kia quan sát đúng đắn về loài người ở châu Úc Đàn Việt, đối với tất cả các vật đều không có tâm ngã sở, quyết định đi lên. Người ấy quan sát về sinh tử nơi bốn cạnh như vậy, tỳ kheo duyên vào tướng mà tưởng, thế nào là tròn? Trong ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là sinh tử tròn. Vì chúng sinh vô trí nên luân chuyển, tâm không chủ động được, đó là sinh tử tròn. Tỳ kheo như vậy là duyên vào tướng ấy mà tưởng. Thế nào là ba gốc? Người hành các nghiệp lẫn lộn giữa thiện, bất thiện, vô ký, nên sinh lẫn lộn vào các chỗ địa ngục, trời, người. Nghiệp bất thiện sinh trong địa ngục, nghiệp thiện sinh vào cõi trời, nghiệp lẫn lộn sinh vào cõi người. Nếu tạo ba nghiệp thì sinh vào ba chỗ ấy, như vậy gọi là sinh tử ba gốc. Tỳ kheo duyên vào tướng đó mà tưởng. Thế nào là một nắm? Nghĩa là tứ đại thiên vương, trời tam thập tam, trời dạ ma, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, tạo nghiệp tương tự. Nơi cõi trời mà thoái đọa thì sinh trong cõi trời, trong cõi người chết đi thì sinh trong cõi người. Nơi không có tai nạn, đó là sinh tử một nắm. Tỳ kheo duyên vào tướng ấy mà tưởng. Thế nào là sanh? Nghĩa là thuộc về nghiệp bất thiện. Người ở cõi địa ngục thì vào trong chốn địa ngục tối tăm, đó là sinh tử sanh. Tỳ kheo duyên vào tướng đó mà tưởng. Thế nào là vàng? Nghĩa là thuộc nghiệp màu vàng, sinh trong loài ngạ quỷ hung ác với nhau, hủy hoại lẫn nhau. Ngạ quỷ như thế là sinh tử vàng, tỳ kheo duyên vào tướng ấy mà tưởng. Thế nào là đỏ? Nghĩa là thuộc về nghiệp đỏ, sinh trong loài súc sinh ăn nuốt lẫn nhau, ưa thích máu me, đó là sinh tử đỏ, tỳ kheo duyên vào tướng đó mà tưởng. Thế nào là trắng? Nghĩa là thuộc về nghiệp màu trắng, sinh trong cõi trời. Nghiệp trắng của người kia do cái quỷ giá của nẻo thiện mà sinh vào hàng trời người. Khi sắp hóa chuyển nơi cõi trời, có các trời khác nói đường lành của ông đi vào thế giới loài người. Trong cõi người, lúc sắp chết, bà con bạn bè, vợ con khóc lóc, nước mắt giàn giụa, đầy mặt nói như vậy: thật đáng thương tiếc, này bỏ chúng tôi đi, mong sinh vào chỗ tốt đẹp trong cõi người. Trời, người như thế là sinh tử trắng, tùy kheo duyên vào tướng đó mà tưởng như vậy. Tùy kheo kia tư duy như vậy, được làm thân người, nếu không tạo điều lành, tu tập bố thí, trì giới, trí tuệ, thì người ấy tự lừa gạt mình, lưu chuyển trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đi nơi đồng trống vắng, kẻ phàm phu ngu si tụ tập đông đủ. Như vậy về nghiệp đạo, tỳ kheo kia quán xét kỹ nơi thọ, quan sát về tưởng ấm,
dựa theo duyên mà hoạt động, thấy rõ, hiểu rõ, nhãn thức do nhãn duyên với sắc, do ba sự hòa hợp, sinh ra xúc, cần phải quán tưởng nhiều, quán xét từng thứ sắc đẹp hay xấu, gần hay xa, dài hay ngắn, vuông hay tròn, trắng ba góc, đó là hình tướng của sắc. Người kia lại quan sát riêng biệt nơi tưởng của các tướng, quán nhân duyên của tưởng, quán ẩm giới nhập, quán tưởng của tướng nhân duyên, tuần tự quán xét từng cái riêng biệt. Nếu nghiệp báo ác thì phải hiểu rõ đúng đắn từng phần duyên tương ưng, biết được do tương ưng, sau đó mới lìa bỏ. Nếu có lợi ích hoặc không lợi ích, mỗi loại đều có tướng riêng biệt. Tưởng biết về quá khứ, ở trong nghiệp này ta được quả báo thiện, lại bị quả báo ác như trước đã nói. Biết tưởng như vậy, nếu có tưởng thì nó giống như nhớ nghĩ duyên với tưởng kia mà sinh, như ánh sáng của đèn, nhờ đèn duyên với đèn, phối hợp với đèn mà có ánh sáng. Như vậy, nhân nơi tưởng duyên với tưởng, do sức mạnh của tưởng mà có nghĩ nhớ, tỳ kheo kia đạt được địa thứ năm. Tỳ kheo kia nhận biết xúc của tưởng rồi, đối với các thú vui của cõi trời không sinh tâm tham đắm, đối với khổ trong địa ngục không lo sợ, vị ấy có nhận thức bình đẳng, tưởng thuần thục giống như vàng ròng. Tưởng của tỳ kheo kia đã phá tưởng như vậy, lại quán xét tưởng của pháp khác và giải thoát tưởng kia. Lại quán tưởng của người khác là hư vọng không thật, ta này quán xét do nhân gì, do duyên gì, do nhân duyên gì mà sinh ra tưởng. Người kia quán xét tưởng do các nhân duyên hòa hợp lại mà sinh ra. Nếu nhân diệt thì tưởng kia cũng diệt, giống như viên nguyệt châu. Viên nguyệt châu do duyên của nguyệt, duyên của châu mà làm cho nước trong. Tưởng cũng vậy, do nhân duyên mà sinh. Như vậy, tưởng chẳng phải là không có nhân duyên, nên không có người tạo tác, không có người thọ, nó không tự nhiên sinh. Tỳ kheo kia quán kỹ về tưởng ấm, vị ấy đã quán kỹ về tưởng ấm rồi, nên biết rõ sự sinh diệt. Lại quan sát vi tế, giống như nước của dòng sông luôn chảy, tưởng cũng như vậy. Tưởng về thiện, phát sinh thì do sức mạnh của nhân duyên khác chuyển làm bất thiện. Tưởng bất thiện sinh thì sức mạnh của nhân duyên còn lại chuyển làm tưởng thiện. Tâm kỳ như khỉ vượng, đầu tiên phá vô ký thành ký. Người kia quán tưởng vui thì không sinh tham đắm vui. Trong cái vui vô lậu sinh tưởng vui, trong cái vui sinh tưởng khổ, đó là biết vui. Như vậy, làm sao thấy được ấm giới nhập thiện, hoặc sinh hoặc diệt, không hỷ lạc thọ, không lạc thì tưởng diệt, không giữ lấy thì tưởng diệt, sau đó hành sinh, chẳng phải trụ, chẳng phải diệt. Tâm không mong cầu vì nhận thức rõ về sinh trụ diệt. Tỳ kheo biết rõ ấm này, cho nên không trụ vào cảnh giới của ma, không bị dục tham sân si trói buộc, không thấy có các thường, lạc, ngã, tịnh, vô minh không thể chi phối trong sinh tử, không bị thất niệm do sự trói buộc của lưới ái nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc. Người kia sinh nhớ nghĩ nên có thể diệt hết các lậu, đạt đến niết bàn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: bất cứ tỳ kheo nào thân cận người biếng nhác, không siêng năng tinh tấn thì chẳng phải tỳ kheo. Ai không thích giường chiếu, Phật nói là tỳ kheo. Ai ưa thích biến trễ, không thích làm điều thiện, một loại phiền não gốc, đó chính là biến trễ. Ai có một biếng nhác, người đó không đắc pháp, chẳng phải mặc pháp phục mà được gọi tỳ kheo. Ai không thích tụng kinh, không thiền lậu chưa diệt, chỉ có tướng tỳ kheo, chẳng phải là tỳ kheo. Chỉ thích dạo trong rừng, không ưa cảnh giới đạo, ý tham vui rượu sắc, chẳng phải là tỳ kheo. Ai cắt dây mà trói, đoạn trừ các nghiệp ác,
Phật nói là tỳ kheo, không trộm thức ăn tăng, thà ăn loài rắn độc và uống nước đồng sôi, trọn không phá giới cấm, ăn uống vật của tăng, như vậy không nên làm, ăn vật không nên ăn. Ai ăn các phiền não thì đọa vào địa ngục, người xả bỏ phiền não như ra khỏi hàng rắn. Tỳ kheo kia nên ăn, không thích nhìn người nữ, đem thân làm chất liệu để thỏa mãn tâm ác. Làm như nhớt tăng bảo, sao gọi là tỳ kheo? Ai tham ái lợi dưỡng, hỷ lạc nơi cảnh giới, thấy người nữ đắm nhiễm, không phải đạo người đời. Ai thiêu đốt phiền não như lửa đốt núi rừng, là hàng phạm hạnh thiện, không tham đắm ăn uống, ưa thích đến xóm làng, luôn luôn thích tắm rửa, ngu si dối mình người, tất bị mất đạo pháp, tâm tịnh trốn thanh vắng, thường luôn giữ tu thiền, thế gọi hàng phạm hạnh vào cảnh giới đường thiện. A Lan Nhã trốn tỉnh, cùng người đó ở chung, người lìa dục đã trọn, không hỷ lạc cấu dục. Ai ưa thích nói nhiều, yêu thích các cảnh ác, không hướng thành niết bàn, chốn bất sinh bất diệt, gần vua ăn món ngon, uống rượu rồi khởi sân, chỉ có tên tỳ kheo, vọng ngữ dối tỉnh thí, dối trả nói đủ thứ, thường đến cửa triều đình, làm người khác đau khổ, hủy hoại chỗ thanh vắng. Nếu ai bỏ vợ con ở rừng sâu tịch tỉnh mà vẫn còn luyến nhớ, như nhổ ra ăn lại, tỳ kheo kia làm tịch tỉnh các thứ lỗi trên, quan sát về ấm đúng như thật để thấy rõ, siêng năng tu giải thoát, luôn học hỏi các bậc tôn trưởng về đạo hay phi đạo, vì thấy biết kỹ về tám thánh đạo mà cầu đến thành giải thoát, siêng năng hành đạo, chánh kiến bình đẳng, tâm không bị cấu nhiễm, nên tâm người ấy tịch tỉnh. Đối với việc hành đạo, người ấy ưa thích tu tập và tu nhiều. Tỳ kheo kia được phát thiện nơi nghiệp đạo vô lậu như vậy, hòa hợp mà tu hành làm tổn giảm quân ma, tăng trưởng bạn chánh pháp. Dạ xoa sống trên đất, biết sự việc này nói với dạ xoa nơi hư không. Dạ xoa nơi hư không, tuần tự tâu với tứ đại vương. Tứ đại vương lại tâu với tứ thiên vương, cho đến trời Dạ Ma, trời Đâu Xúc Đà, Đức Thế Tôn Di Lặc, như đã nói ở trên. Nơi cõi trời Đâu Xúc Đà có một vị Bồ Tát hết sức hoan hỷ, hướng đến trời Hóa Ứng, nói như vậy: trong cõi Diêm Phù Đề có thiện nam, đã cạo bỏ râu tóc, đắc pháp y như trước đã nêu rõ. Trời Hóa Ứng trở nên vui mừng như trước đã nói. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Làm sao tỳ kheo kia đạt được địa thứ năm? Người kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiên nhãn, người ấy quán mười sắc nhập. Mười sắc nhập là nhãn nhập, sắc nhập, nhĩ nhập, thanh nhập, tỷ nhập, hương nhập, thiệt nhập, vị nhập, thân nhập, xúc nhập. Quán xét mười sắc nhập này như thế nào? Do nhân duyên của nhãn nhập, do nhân duyên của sắc nhập mà ta sinh tưởng ấy. Người kia quán như vậy, do nhân duyên của nhãn, nhân duyên của sắc mà sinh ra nhãn thức, do ba sự hòa hợp mà sinh xúc, xúc cùng với thọ tưởng tư cùng sinh. Nếu tỳ kheo kia khi thọ biết thọ, khi tư biết tư, khi tưởng biết tưởng, như sắc này dài, sắc này ngắn, sắc này đáng ưa thích, sắc này không đáng ưa thích, sắc này đáng nhìn, sắc này không đáng nhìn, sắc này hữu đối, sắc này vô đối, cho đến như vậy, ý ấy gọi là sắc, có 11 thứ phân biệt như vậy. Do ba sự hòa hợp sinh xúc, xúc cùng với thọ tưởng tư cùng sinh, biết nhãn xúc kia sinh ra thọ tưởng tư, nghĩa đó như thế nào? Giác tri gọi là thọ, thọ biết về thời tiết, đó là nghĩa của tưởng, gọi là ý chuyển. Như vậy, các pháp sinh ra
đều có mỗi tướng riêng biệt, có mỗi thể riêng biệt, nghĩa khác của nó là mười pháp đại địa. Như vậy, dị tướng là tướng riêng biệt của mỗi pháp, niệm, tuệ, giải thoát, thọ, tưởng, tư, xúc, nhằm đạt đến tam muội. Như thế một duyên dựa thì có tướng riêng biệt. Thế thì tướng của thọ, tướng của tưởng có khác chứ không phải một. Ví như ánh sáng mặt trời, khi duyên với một thể khác thì thọ của tự thể có khác, tư của tự thể có khác. Biết rõ nhãn xúc sinh thọ, tưởng, tư rồi, người kia quan sát đúng đắn mắt là không, chẳng phải là vật, không bền vững. Tỳ kheo như thế là nhận thức thật đúng về mắt, biết rõ về đạo, xa lì tà kiến, chánh kiến được hiện tiền. Người kia sẽ cả sự ngu si, ô trược, tưởng của mắt bất tịnh, tưởng không chân thật. Quán kỹ về mắt này chỉ là cục thịt, do các vật bất tịnh là máu, mỡ, nước mắt hợp lại mà có. Biết như vậy rồi thì có thể đoạn trừ được dục. Người kia biết mắt này là vô thường nên thấy tất cả đều vô thường. Người kia biết mắt này chỉ là cục thịt dính trong xương mà thôi nên tâm lìa được dục. Lại biết mắt này do các gân bao phủ, biết nhãn nhập này tự tha trái nhau, tất cả đều không tương ưng, tức đều không bền vững, đều vô ngã. Tóm lại, nhãn chỉ là vật gây đau khổ. Quán được như vậy thì lì được dục, thuộc nhãn nhập. Đã quán nhãn nhập và biết rõ như thế nào rồi, tuần tự quán về sắc. Về sắc thì có ưa thích và không ưa thích, là pháp vô ký, vì phân biệt không đúng. Sắc này có gì là bền chắc, có gì là tịnh, có gì là thường, có gì là ngã, có gì là lạc. Quán sắc như vậy, tư duy rồi, biết tất cả sắc đều không bền chắc, chỉ có phân biệt mà có sắc này, ưa thích và không ưa thích. Ưa thích, không ưa thích ấy không có tự thể, chỉ do phân biệt thâu lấy chỗ yêu ghét của thế gian, rồi nhớ nghĩ lại chỗ yêu ghét ấy. Tỳ kheo kia đã quán sắc nhập của nhãn, mắt rồi, lại quán tiếp về thanh nhập của nhĩ, tai. Người kia quan sát thanh do đâu mà sinh, căn trần đối nhau mà sinh ra thanh ấy. Người kia quán như vậy, do nhân duyên của nhĩ và nhân duyên của niệm mà sinh ra nhĩ thức. Do ba sự hòa hợp sinh xúc, xúc cùng với thọ, tưởng, tư cùng sinh. Biết được xúc này cùng sinh với thọ, tưởng, tư. Nếu biết xúc này cùng với tư sinh thì giác tri được tư tưởng, đó là tướng dài. Do các nhân duyên như xa, khi nghe được âm thanh ấy thì làm tăng thêm nghiệp vi tế ưa thích hoặc không ưa thích. Tỳ kheo kia biết về thanh như vậy, biết tư, biết tưởng và suy xét từng phần do ý thức mà biết được, do tư biết, do thọ biết, nhớ nghĩ tư duy. Thanh nhập của nhị kia do tư duy mà chọn lựa. Sau đó giác tri rằng thanh không có tự thể. Ưa thích hay không ưa thích là do phân biệt mà thanh này có. Như vậy, thanh không có tự thể, không thường còn, không phải một vật bị hủy hoại, không bền vững, không vui thích, không phải là ta và không phải là của ta, chỉ do âm thanh ưa thích hay không ưa thích của tham sân si. Quán xét đúng về thanh nhập của nhĩ như vậy rồi, khi nghe âm thanh không bị mê hoặc, không sinh hỷ lạc, không chấp giữ, không đắm nhiễm, không cho là lâu bền. Quán xét về thanh nhập của nhĩ như vậy rồi nên không ưa thích nhĩ thức, lì bỏ dục của nhĩ thức. Nhĩ thức không phải ta, ta không phải nhĩ thức, xúc thọ tưởng tư cũng đều như vậy. Tỳ kheo kia lại quán hương nhập của tỷ, mũi. Do nhân duyên của tỷ, nhân duyên của hương, nhân duyên của niệm mà sinh ra tỷ thức hoặc gần hoặc xa, ưa thích hoặc không ưa thích, thơm hoặc hôi. Do gió thổi hòa hợp lại, nhờ gió mà nghe mùi. Tỷ là nội nhập, hương là ngoại nhập.
do ba sự hòa hợp mà sinh xuất, xuất cùng với thọ tưởng tư cùng sinh. Biết tướng của nó rồi, quan sát tướng của hương nhập nơi tỷ, biết tướng của nội xúc thì biết tướng của xúc. Tướng của tư đều bình đẳng. Đối với pháp này, duyên dựa vào một tướng nhờ vào nhân duyên khác. Khác đó nghĩa là mỗi pháp có mỗi tướng khác nhau, mỗi pháp có mỗi thể khác nhau. Tướng khác do như đã nói ở trong 10 pháp đại địa. Như vậy, tất cả các pháp đều có mỗi tướng riêng biệt, không phải là một tướng, một nhân duyên mà tạo ra được. Tỳ kheo kia biết rõ về hương nhập cụ tỷ như vậy, biết rõ tìm hiểu kỹ, thì vật này có gì lâu bền, vật này có gì là thường còn, có vật nào không bị hư hoại. Nhập này là vô thường, khổ, không, vô ngã. Người kia biết hương nhập cụ tỷ đều không phải là ta, không phải là của ta. Chánh trì như vậy, do phân biệt mà có hương nhập cụ tỷ, nó là sợi dây trói buộc những chúng sinh ngu si, không phải là người có trí tuệ. Tỳ kheo quán sát về một loại như vậy. Lại nữa, tỳ kheo quán vị nhập cụ thiệt, lưỡi, do các duyên như niệm mà sinh thiệt thức, do ba sự hòa hợp sinh xuất, xuất cùng với thọ, tưởng, tư cùng sinh. Nó tùy thuận cảm giác, gọi là tưởng của thọ. Tri là tướng của tưởng, đối là tướng của xúc, tưởng là tướng của tư. Tưởng lại duyên dựa với tướng, nhưng pháp đó mỗi mỗi đều có tướng riêng của nó, lại tướng bình đẳng, chỉ do các nhân duyên khác nhau tạo thành. Tất cả nhân duyên ấy cộng lại thành một việc, giống như có ống bể, kềm, bột, nước, vò và người thợ vàng mà làm ra chiếc nhẫn hoặc chiếc xuyến. Như vậy, pháp không do một tướng mà thành, vị nhập của thiện này cũng như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia quán kỹ về thiệt nhập cùng với vị nhập, quán như vậy rồi thì biết vị nhập của thiệt kia không thiếu một pháp nào. Thường lạc ngã tịnh, tất cả pháp đó tư duy một cách vi tế thì không phải do một pháp, một tướng nào tương ưng cả, nên người kia xa lì nhiễm về thiệt nhập, vị nhập. Còn tất cả chúng sinh đều chìm đắm trong biển ấy, biển vị hỷ lạc, làm chướng ngại lẫn nhau, cho nên chúng sinh bị trói buộc trong biển lớn của năm đường, thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tỳ kheo kia đối với vị nhập của thiệt mà lì dục và được giải thoát. Thiệt nhập không phải là ta, ta không phải thiệt nhập, nó là vô thường, chẳng phải là vật độc lập, cũng chẳng phải không động, chẳng phải là không bị hủy hoại, chẳng phải là vị nhập của thiệt. Tỳ kheo kia như thế là lì được nhiễm dục. Lại nữa, tỳ kheo kia quán xúc nhập của thân, do nhân duyên thân, nhân duyên xúc mà sinh thân thức, do sự hòa hợp mà sinh xúc, xúc cùng với thọ, tưởng, tư cùng sinh. Như trước đã nói về nhập của nhãn căn, thì xúc nhập của thân này cũng nên biết như vậy. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Tỳ kheo kia đã quan sát về 10 sắc nhập rồi, làm sao quán pháp nhập? Người kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiên nhãn. Thấy trong pháp nhập kia bao gồm 3 loại pháp, đó là diệt do các duyên, diệt không do các duyên và pháp hư không. Vô vi pháp cũng thuộc vào pháp nhập. Quan sát như vậy thì pháp hư không kia cũng là pháp nhập. Diệt do các duyên pháp này gọi là trí. Vô lượng vô số pháp đều đã chứng đắc, thuận hành với các duyên, với sự chứng đắc đó để đoạn trừ các phiền não, làm cho phiền não kia diệt tận, đều bị hủy hoại. Tất cả pháp vô lậu chẳng phải là các duyên, chúng không do các duyên nên gọi là trí, chứ chẳng phải thọ, chẳng phải tri, chẳng phải là giác, cũng chẳng phải là nghi. Thức của người khác có trong trăm ngàn đời, tất cả đều không có các thức của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý,
chúng đã bị hủy hoại rồi, không còn sinh lại nữa. Như vậy gọi là diệt, không do các duyên, không phải do các duyên ấy, là hư không thứ ba. Biết ba viết pháp này, không sinh là thường, chẳng phải thuộc về ba đời. Nó không phải là đang sinh, không phải là đã sinh, và cũng chẳng phải là sắp sinh. Lại nữa, tỳ kheo kia đối với hai loại pháp nhập, phân biệt từng loại là sắc hay vô sắc. Sắc là 10 sắc nhập, thế nào là nhãn thức phi kiến, phi đối, kiến, đối thấy sắc. Như vậy, nhị thức phi kiến, phi đối, làm sao giữ lấy âm thanh? Như vậy, tỷ thức phi kiến, phi đối, làm sao giữ lấy mùi hương? Như vậy, thiệt thức phi kiến, phi đối, làm sao giữ lấy mùi vị? Như vậy, thân thức phi kiến, phi đối, làm sao giữ lấy sự tiếp xúc? Năm nhập bên ngoài kia, năm nhập bên trong này, phi kiến, phi đối, mà cùng với kiến, đối, làm sao hợp nhau? Tỳ kheo kia quan sát như vậy, khi nhãn thức sinh, có hai loại duyên giữa ấy, cho đến ý thức đều có hai loại. Như vậy, thức sinh giống như con dấu in trên vật, vật không giống ấn, ấn mềm mà vật cứng thì không thể in được, ấn cứng vật mềm thì mới in ra chữ. Như vậy, thức không có kiến, đối, nó duyên lấy kiến, đối của tất cả các pháp. Nếu in lần thứ ba thì vật không giống nhau, hiện ra không giống nhau, các pháp cũng vậy, các vật không giống nhau, sinh ra không giống nhau, đạt đến chỗ thứ nhất, đạt đến chỗ thứ hai, thì hai pháp này giống nhau, hiện sinh trở lại giống nhau, nghĩa là chỉ trắng thì may thành áo trắng, đạt đến chỗ thứ ba, thì không tương ưng với hai loại đầu, nên sinh không tương ưng, giống như bó đuốc đang cháy, do lửa và cây mà tạo nên, nhưng thấy chúng không tương ưng, đạt đến chỗ thứ tư, thấy từ vật lỏng mà sinh vật đặc. Giống như sữa, sinh ra sữa chua, sữa thì lỏng mà sữa chua lại đặc, pháp kia như vậy là không tương ưng. Như vậy, pháp không tương tự, tức như nhãn thức, các thức do nhân riêng, duyên riêng mà sinh ra nhãn thức. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: ai thích giác tri pháp mà hành thiền trong rừng, chánh giác biết rõ tướng, đạt đến chốn vô thượng, thường thích hành từ bi, siêng năng nơi cõi pháp, biết rõ tướng của thân, gọi là chân tỳ kheo. Ai chánh ý quan sát, không bị dục xông phá, người đó là tỳ kheo. Ngược lại thì không phải. Ai thương xót chúng sinh, xả bỏ những tham luyến, gỡ bỏ các dây trói, gọi là chân tỳ kheo. Ai điều phục được tâm, cảnh giới không hủy hoại, tinh khiết như vàng ròng, là tỳ kheo biết đủ. Ai với yêu hay ghét, không làm bẩn tâm ý, nên biết làm thiện kia, xả ly tất cả lỗi, oai nghi không bị chê, theo pháp điềm phục căn, ý dũng mãnh thanh tịnh, như thế là tỳ kheo. Ai luôn luôn hỷ lạc, biết nghĩa trong kinh luận, không đắm nhiễm ăn uống, là tỳ kheo tịch tỉnh. Sống trong rừng thanh vắng, gò mã cỏ làm tòa, cho đó là an vui, như vậy là tỳ kheo. Biết rõ lỗi nghiệp tội, đạt thấu các quả nghiệp, biết rõ nhân và duyên, là tỳ kheo lìa ác, phá đồng trống sinh tử, diệt ác điều phục căn, gần gũi bạn tri thức, là tỳ kheo tịch tỉnh. Được khen lòng không mừng, bị chê tâm không buồn, sâu xa như biển cả, là tỳ kheo tu hành. Ý vẫn giấu lỗi người, không ưa lời trâu chuốt, nói năng khéo cung kính, là tỳ kheo tịch tỉnh. Biết nhân nghiệp dục giới, lại biết nhân sắc giới, biết cả nhân vô sắc, là tỳ kheo thông luận. Không thích lời thế tục, thích đoạn trừ các lỗi, thấy cảnh giới như độc, Phật nói là tỳ kheo. Coi dục như bùn nhơ, làm theo như ý nghĩ, người trí mở tâm ý, thoát khỏi giai sinh tử. Ai lo chuyên thiền tụng, xa lìa ma biến trễ, làm lợi cho chúng sinh,
Là tỳ kheo vắng lặng, ai trả lời vấn nạn, biện tài điều phục căn, biết đó là pháp sư. Nếu không như cây cỏ, ai thân hành ý hành, tất cả không mỏi mệt, công việc của chúng tăng, có thể làm hết thảy, mà không cầu của cải, không ham giàu ham danh, chỉ làm lợi ý tăng, giải thoát các trói buộc. Trì giới không mong thiền, cũng không cầu danh lợi, trì giới vì niết bàn, là tỳ kheo tịch tỉnh, nên xa lìa các ác, chỉ thích làm điều lành, không gần gũi bạn ác, là tỳ kheo Phật Pháp. Lấy từ để tu tâm, ý cung kính chân thật, học giới không khiếm khuyết, cách niết bàn không xa, thường sợ già bệnh chết, không ham vui thế gian, tu thiền không phóng dật, cách niết bàn không xa. Người nào biết vô thường, mình người đều vô ngã, tu thiền trí thượng thượng, cách niết bàn không xa. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp, tỳ kheo kia đạt được địa thứ 5 rồi, và làm sao để chứng đắc địa thứ 6? Người kia thấy, nghe, biết, hoặc thấy bằng thiên nhãn, thấy tỳ kheo kia hiểu rõ về chỗ đạt đến thứ 4, pháp này vì sao có nhân tương tự, được quả tương tự, không có nhân tương tự, thì không có quả tương tự, nhân không tương tự, thì quả không tương tự, có nửa tương tự và nửa không tương tự. Thế nào là có nhân tương tự được quả tương tự? Ví như nhân lúa lại sinh ra lúa, như vậy nội tương tự thì nghiệp thiện tương tự, được quả ấy thì ở trong hàng trời người là đạt đến chỗ đầu tiên. Thế nào là không có nhân tương tự thì không có quả tương tự? Ví như sữa ngọt sinh ra sữa chua, không thể ưa thích, như vậy nội không tương tự, nghĩa là do ái nhiễm vào sắc, thanh, hương, vị, xúc ở nơi đời này mà đưa đến cái quả không ưa thích ở địa ngục, quả không đáng ưa thích, giống như sữa chua. Đây là đạt đến chỗ thứ hai. Thế nào là nhân không tương tự, quả không tương tự? Giống như màu xanh hợp với màu khác thì màu ấy không tương tự. Như vậy, nội không tương tự nghĩa là quả báo, nghiệp đều không giống nhau, chẳng phải nghiệp quả của nó, đó là tà kiến, trái pháp của ngoại đạo, giết dê để trông mong sinh lên trời, nên bị đọa vào địa ngục. Đây là đạt đến chỗ thứ ba. Thế nào là nửa tương tự và nửa không tương tự? Giống như chỉ trắng thì may thành áo màu trắng, chỉ nhỏ áo thô là không tương tự. Như vậy, nội nửa tương tự, nửa không tương tự, nghiệp bất thiện tế mà mắc quả báo bất thiện thô trong đại địa ngục. Đây là đạt đến chỗ thứ tư. Lại nữa, tỳ kheo kia trong tâm tư duy rồi, không giữ lấy nghiệp quả, lại tư duy tiếp và quán nghiệp quả khác hoạt động, trong đó như bánh xe quay tròn, có bốn chỗ đạt đến, có nghiệp chưa đến, mọi người cùng tạo mới, có thể gây bức não. Đây là đạt đến chỗ thứ nhất. Có nghiệp đến rồi mới có thể gây bức não. Đây là đạt đến chỗ thứ hai. Có nghiệp đến hoặc chưa đến đều có thể gây bức não. Đây là đạt đến chỗ thứ ba. Có nghiệp chẳng phải là đến, cũng chẳng phải là chưa đến. Đây là đạt đến chỗ thứ tư. Có nghiệp chưa đến, mọi người cùng tạo mới, có thể gây bức não. Như pháp thế gian, sao tuy chưa hiện ra mà đất nước bị tai ương. Pháp xuất thế gian, như nhãn thức chưa đến mà biển nghiệp có thể gây bức não. Đó là những bức não của tâm dục, ưu bi. Đây là đạt đến chỗ đầu tiên. Có nghiệp đến rồi mới có thể gây bức não. Giống như pháp thế gian, lửa đến mới đốt, dao đến mới cắt. Như pháp xuất thế gian, nghiệp bất thiện đến, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh gây bức não. Đây là đạt đến chỗ thứ hai. Có nghiệp đến hoặc chưa đến đều có thể gây bức não. Như pháp thế gian, thế lực của chú độc hại đến hoặc chưa đến đều có thể gây bức não.
như pháp xuất thế gian, khi người sắp chết có tướng trông mong đừng đến địa ngục, đây là đạt đến chỗ thứ ba. Có nghiệp chẳng phải là đến, hoặc chẳng phải là chưa đến, giống như những cây thuốc trong thế gian, chẳng phải là có xuất sinh, chẳng phải là chưa có xuất sinh. Còn xuất thế gian cũng lại như vậy. Tỳ kheo La Hán quyết định thọ nghiệp, lượng như tu di. Vị A La Hán kia nhập niết bàn hoặc chưa nhập niết bàn, nghiệp ấy cũng không thể gây bất não vị A La Hán. Đây là đạt đến chỗ thứ tư. Có nghiệp thọ đời hiện tại mà không thọ đời vị lai, đây là đạt đến chỗ đầu tiên. Có nghiệp thọ đời sau mà không thọ đời hiện tại, đây là đạt đến chỗ thứ hai. Có nghiệp thọ đời sau cũng thọ đời hiện tại, đây là đạt đến chỗ thứ ba. Có nghiệp không thọ đời hiện tại cũng không thọ đời sau, đây là đạt đến chỗ thứ tư. Nghiệp nào thọ đời hiện tại mà không thọ đời vị lai, như ở thế gian phạm phép vua, bị luật pháp của vua trị phạt, nghiệp này thọ đời hiện tại mà không thọ đời vị lai. Như xuất thế gian tu hành bố thí được người thiện tán thán, nghiệp này thọ đời hiện tại mà không thọ đời vị lai, đây là đạt đến chỗ thứ nhất. Nghiệp nào thọ đời vị lai và không thọ đời hiện tại, như thế gian vào lửa được sinh thiên, như xuất thế gian đời này hành thiện hoặc hành bất thiện thì đời khác bị quả báo, điều này có thể thấy ở đời hiện tại, đây là đạt đến chỗ thứ hai. Nghiệp nào thọ đời hiện tại cũng thọ đời vị lai, như ở thế gian thọ đời hiện tại mà đời sau cũng thọ, xuất thế gian cũng vậy, đây là đạt đến chỗ thứ ba. Nghiệp nào không thọ đời hiện tại cũng không thọ đời vị lai, như thế gian không nói trì giới, không nói bố thí, xuất thế gian nghĩa là nghiệp vô ký, chẳng phải thọ đời hiện tại, không thọ đời vị lai, đây là đạt đến chỗ thứ tư. Tỳ kheo kia ngồi nơi an tranh mà quán như vậy, có vô lượng mạng lưới của nghiệp, quả báo trùm khắp trong các cõi, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thấy biết như vậy rồi, tùy thuận theo pháp mà thực hành. Lại nữa, tỳ kheo kia trong tâm tư duy, tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp, làm sao tỳ kheo kia biết được quả báo của nghiệp, nghĩa là biết nghiệp như vậy thì biết quả của nghiệp như vậy, biết thiện, bất thiện, biết chúng sanh này đã tạo tác hành ác về thân, tạo tác hành ác về khẩu, tạo tác hành ác về ý, hủy bán bậc hiền thánh, đó thuộc về tà kiến. Người kia vì nhân duyên của nghiệp mà khi qua đời bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu có chúng sanh nào thành tựu hành thiện về thân, thành tựu hành thiện về khẩu, thành tựu hành thiện về ý, ca ngợi bậc hiền thánh, đó thuộc về chánh kiến. Người kia do nhân duyên của nghiệp mà sau khi qua đời được sinh vào đường lành nơi cõi trời. Tỳ kheo kia quan sát như vậy, tất cả đều từ pháp nghiệp báo. Tỳ kheo kia quan sát rồi không cùng hoạt động chung với chúng sinh nơi ma giới, cuối cùng đạt đến niết bàn. Như vậy, hành theo pháp là tu hạnh xa lì nhàm chán, siêng năng hành nẻo thiện, cuối cùng chấm dứt sinh tử, cứu giúp người khác khiến họ vượt qua sinh tử, tự độ rồi độ người khác. Tỳ kheo biết pháp của nghiệp báo, quan sát các pháp của các nẻo nghiệp báo nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, giống như viên ngọc, tỳ lưu ly thanh tịnh, vì trang sức mà lấy dây xỏ xuyên qua, tùy theo màu sắc nơi sợi dây, xanh, vàng, đỏ, trắng, tía, thì thấy màu sắc của nó hiện lên. Như vậy, viên ngọc nghiệp bị dây quả báo sâu vào. Tỳ kheo kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiền nhãn một cách thanh tịnh, sáng suốt. Lại nữa, tỳ kheo kia thấy hoặc nghe biết về pháp nghiệp báo giống như viên ngọc kia, ví như có một viên ngọc báu màu trắng thanh tiết, thanh tịnh không có tì vết,
dùng vật thanh tịnh sâu vào, mài dũa khéo léo, hoàn toàn là thù thắng, được tất cả người đời khen ngợi. Vua và các vương hầu sử dụng công đức của viên ngọc thanh tịnh đó, chỉ có vua, các vương hầu mới biết giá trị của nó, dùng nó làm những vật trang sức. Như vậy, tỳ kheo kia có 10 nghiệp đạo thiện, là viên ngọc báu trong lành, hoàn toàn tinh khiết thanh tịnh, lìa bỏ những cấu bẩn, không còn tỳ vết. Dùng vật thanh tịnh sâu vào có pháp đối trị, có uy lực lớn để trả lời các vấn nạn về pháp. Đó chính là pháp sư, lấy dùi pháp xuyên vào, mài dũa khéo léo. Như vậy, nguyện bố thí, trì giới, tu trí tuệ, tu sử viên ngọc 10 nghiệp đạo thiện rồi, thì theo sở nguyện, làm chuyển luân thánh vương, hoặc làm thiên vương, ma vương, phạm thiên, tu thiền vô lậu, đạt được tam muội tự tại. Người kia khéo léo tu sử viên ngọc chánh pháp, gọi là phổ môn. Phổ môn này gọi là cửu trời, người. Viên ngọc chánh pháp kia gọi là phổ môn, ra khỏi thành thế gian rồi, nhập vào cửa niết bàn, được tất cả thế gian ca ngợi, được người chánh kiến, học nhân ca ngợi. Vua và các vương hầu sử dụng vào chánh pháp, chánh ứng với đạo tâm. Nếu mọi người tin viên ngọc tỳ lưu ly kia có đầy đủ công đức, thì ngọc báu ấy tương tự giống với viên ngọc chánh pháp. Lại nữa, tỳ kheo kia quan sát về pháp nghiệp báo giống như viên ngọc kia. Ví như có viên ngọc ấy có tỳ vết, không thanh tịnh hoàn toàn, không tinh khiết hoàn toàn, không thể lấy dùi xuyên qua, không thể mài dũa, mọi người thấy nó không khen ngợi, chẳng phải Phật được vua sử dụng. Tám đạo hạnh chánh pháp, phú ca la, là vua của tâm. Viên ngọc ngoại đạo kia không ứng hợp với tám thánh đạo. Các pháp ấy tương đối giống nhau, viên ngọc phi pháp, có tỳ vết. Nếu cột vào cổ người, viên ngọc tương tự kia, vì cột vào cổ người, nên từ vô thị đến nay, chúng sinh luân chuyển theo sinh tử, mãi trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tỳ kheo kia quan sát viên ngọc giống với viên ngọc, ví như thế gian có viên ngọc lưu ly giống với viên ngọc tỳ lưu ly. Có người trông thấy nói đó là viên ngọc tỳ lưu ly, kẻ phàm phu ngu si cũng như vậy. Tỳ kheo kia biết rõ về pháp và phi pháp rồi, đạt được địa thứ bảy. Dạ so sống trên đất thấy tỳ kheo kia trì giới thanh tịnh, đạt được địa thứ bảy, sinh tâm vui mừng, nói với dạ so nơi hư không. Dạ so nơi hư không tâu với tứ đại vương, tứ đại vương tâu với tứ thiên vương tâu lại trời tam thập tam, trời tam thập tam nói với vua đế thích, vua đế thích tuần tự nói với trời diệm ma, trời diệm ma nói với thiên chủ đầu xuất đà, thiên chủ đầu xuất đà thưa đầy đủ với thế tôn di lặc, thế tôn di lặc nói với trời hóa ứng, trời hóa ứng nói với trời tha hóa tự tại. Trong cõi diêm phù đề có thiện nam, tuần tự như trước đã nêu rõ. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp, tùy theo quan sát về pháp nghiệp báo như thế nào. Pháp thứ 11 gọi là vô tác, thuộc về sắc. Trong tất cả các pháp nó tương ưng với sắc. Nếu người nào thọ giới, khi trao giới mà buồn ngủ, hoặc xỉu, hoặc thất niệm, cuồng loạn, nhưng các pháp thiện đó vẫn chuyển hành liên tục, giống như dòng sông chảy liên tục không gián đoạn, người kia cũng vậy, buồn ngủ, xỉu, thất niệm, cuồng loạn như thế, mà vô tác vẫn hoạt động không gián đoạn. Vô tác là sắc, nhưng không thể kiến và đối. Thế thì tại sao thuộc về của nghiệp sắc? Sắc vô tác này chính là cây trụ của tất cả pháp thiện. Đây là sắc thứ 11. Lại nữa, tỳ kheo kia quan sát như vậy, vì sao chúng sinh có các loại sắc, có các loại đạo, có các loại hình tướng, có các loại nương dựa. Người kia quan sát có các loại tâm,
các loại nương dựa, các loại tinh hiểu, các loại nghiệp. Như vậy, các loại sắc, các loại hình tướng, các loại đạo, các loại nương dựa, ví như người họa sĩ khéo léo, có đầy đủ trí tuệ, hoặc đệ tử của ông ta, quan sát nền tốt, bằng, cứng, láng, đẹp. Được nền như thế rồi, với tất cả màu sắc rực rỡ, các màu đều khác nhau, đẹp hoặc xấu, ông ta vẽ tùy ý. Hình tướng kia là tâm nghiệp nơi họa sĩ và đệ tử của ông ta. Cũng như vậy, tốt, bằng, cứng, láng là nền của quả báo nơi nghiệp. Cảnh giới sinh tử tùy theo sự hiểu biết của ông ta mà vẽ ra các loại hình tướng, các loại đạo, các loại nương dựa. Tâm nghiệp nơi họa sĩ là chúng sinh tạo nghiệp. Lại nữa, các màu sắc rực rỡ kia, nếu lấy màu trắng thì làm màu trắng, lấy màu đỏ làm màu đỏ, lấy màu vàng làm màu vàng, làm màu bồ câu làm màu bồ câu, lấy màu đen làm màu đen. Tâm nghiệp nơi họa sĩ cũng như vậy, duyên với trắng thì nắm lấy màu trắng, đối với cõi trời, người thì thành màu trắng. Sao gọi là màu trắng? Nghĩa là không bị các dục lậu cấu uế làm ô nhiễm nên gọi là màu trắng. Lại nữa, tâm nghiệp nơi họa sĩ nắm lấy màu đỏ, đối với cõi trời, người có thể làm màu đỏ. Sao gọi là màu đỏ? Nghĩa là ái nhiễm vào sắc, thanh, hương, vị, xúc mà vẽ và quan sát về bức tranh. Lại nữa, tâm nghiệp nơi họa sĩ nắm lấy màu vàng, đối với hàng xúc sinh có thể làm màu vàng. Sao gọi là màu vàng? Kia đây trái ngược nhau, ăn thịt uống máu lẫn nhau, tham dục sân si sát hại lẫn nhau, cho nên gọi là màu vàng. Lại nữa, tâm nghiệp nơi họa sĩ nắm lấy màu bồ câu, duyên dựa mà quan sát, ở trong đường ngạ quỷ mà vẽ làm màu bồ câu. Sao gọi là màu bồ câu? Nghĩa là thân người kia giống như lửa đốt cây rừng, bị tất cả khổ não bức bách, đói khát dằn vặt. Tâm nghiệp nơi họa sĩ bị trói buộc do ganh tị, bị si ám che lấp. Lại nữa, tâm nghiệp nơi họa sĩ nắm lấy màu đen, ở trong địa ngục mà vẽ màu đen. Sao gọi là màu đen? Do nghiệp đen nên sinh trong địa ngục có tường sắt đen, bị thiêu, bị cột, khiến cho thân trở thành màu đen, gây nên các loại bệnh. Thân bị đói khát, bị vô lượng khổ não bức bách, đó đều do mình tạo nghiệp, chứ chẳng phải người khác tạo. Lại nữa, tỳ kheo kia quan sát về bức tranh sinh tử đầy màu sắc của năm đường nơi tam giới, trụ trong ba địa, đó là dục giới địa, sắc địa và vô sắc địa. Tâm nghiệp nơi họa sĩ huân tập gần dâm dục, duyên dựa theo dục giới mà vẽ nhiều màu sắc, duyên vào chỗ dựa của sắc mà chia ra có 20 loại. Tử thiền ly dục làm cây bút vẽ, y vào 16 địa để làm chỗ vẽ mà vẽ thành sắc giới. Xa lì duyên sắc giới mà chứng tam ma bạc đề, duyên vào vô sắc giới mà vẽ là bốn xứ. Tâm nghiệp nơi họa sĩ vẽ rộng như vậy thành chiếc áo lớn về tam giới. Lại nữa, tỳ kheo kia quan sát tâm nghiệp nơi họa sĩ như vậy, nếu lấy pháp khác vẽ thành chúng sanh, tâm giống như họa sĩ, thân như màu sắc và đồ vẽ, tham dục sân si cho là sự kiên cố, tâm duyên dự giống như cái thang, căng như bút vẽ, các cảnh giới bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, giống như tất cả màu sắc, sinh tử như cái nền, trí như ánh sáng, siêng năng tinh tấn dũng mãnh như cái tay, chúng sinh như bức tranh, thần thông như vô lượng hình tướng của sắc phục kia, bị vô lượng các loại quả báo, nghiệp như bức tranh đã hoàn tất. Lại nữa, tỳ kheo kia dựa vào thiền mà quan sát tâm nghiệp nơi họa sĩ và các pháp khác. Nếu họa sĩ không bị mỏi mệt, khéo sửa lại các màu sắc để cho tất cả đều sáng sủa, thanh tịnh, khéo biết cây bút tốt để vẽ màu sắc cho đẹp, tâm nghiệp nơi họa sĩ cũng như vậy,
không sinh mỏi mệt mà tu thiền định, khéo tu sửa lại màu thiền, duyên dựa vào sự sáng suốt thanh tịnh như ánh sáng của màu sắc rực rỡ kia. Vị tu tập đạo giống như cây bút tốt đẹp, biết thiền cao, thấp, giống như khéo biết ý thức, được cái nào, giữ cái nào sẽ. Không mỏi mệt như thiền định, tâm nghiệp nơi họa sĩ, vẽ các tầng thiền, giống như các màu sắc rực rỡ kia. Tâm nghiệp nơi họa sĩ ấy, nếu bị mỏi mệt, thì vẽ chỗ bất thiện, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cùng một nhân duyên của nghiệp như vậy, chai sắc làm cây bút vẽ, màu sắc bất thiện, vẽ không phải là vật dụng cho con người, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những màu sắc như vậy không thể thành bức tranh tốt đẹp, nói rộng như trên. Lại nữa, tỳ kheo kia tuần tự quan sát cái tâm khỉ vượng, như thấy con khỉ vượng. Con khỉ vượng kia nhảy nhót lung tung, quấy phá không chịu đứng yên. Hết thảy cành lá, hoa quả, rừng cây, những nơi hốc núi, hang sâu, hoằng ngoèo, nó đi đều không bị chướng ngại. Tâm khỉ vượng cũng lại như vậy, đi nơi nằm đường sai khác, như các loại cây, các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, giống như rừng cây kia, vô lượng chúng sinh như các cành, ái như hoa lá, phân biệt yêu mến, sắc thanh hương vị xúc, cho là các quả, đi trong núi ba cõi, thân như hang sâu, đi không bị chướng ngại, đó là tâm khỉ vượng. Tâm khỉ vượng ấy thường đi trong vùng đất sinh tử của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lại nữa, tỳ kheo kia dựa vào thiền mà quan sát ca kỹ của tâm, như thấy ca kỹ kia cầm các nhạc khí, diễn các trò chơi trên sân khấu. Ca kỹ của tâm cũng lại như vậy, sự thay đổi của nghiệp giống như thay đổi áo quần. Sân khấu là nơi chốn của năm đường, hết thảy đồ trang sức là tất cả nhân duyên, các loại nhạc khí là cảnh giới, trò chơi của ca kỹ là trò chơi nơi sinh tử. Tâm là ca kỹ, do tạo tất cả những vui chơi mà từ vô thủy vô chung mãi chạy dài trong sanh tử. Lại nữa, tỳ kheo kia dựa vào thiền mà quan sát tâm cá di nê, như thấy cá di nê, ví như cá di nê ở dưới sông, nếu nước sông có sóng lớn, sâu và chảy xiết khó vượt qua, có thể cuốn trôi vô lượng cây cối, sức mạnh của nước sông dữ dội, không thể nào ngăn chặn. Hoặc nước từ trong khe núi chảy cuồn cuộn ra suối sông, thế mà cá di nê có thể ra vào, bơi đi hoặc ở một chỗ an nhiên. Tầm cá di nê cũng lại như vậy, ở trong sông dục giới, sóng lớn dữ dội mà tâm có thể ra vào, đi ở mặt sức. Trong địa ngục có sông tên Tỳ Đa La Nê, sông ấy rất sâu, sóng lớn dữ dội, dâng cao khủng khiếp, không lúc nào dừng, thật là đáng sợ. Chính là dòng nước chảy nhanh xoáy vòng, nghiệp thiện, bất thiện, tức là dòng nước khó có thể qua, tất cả kẻ phàm phu ngu si trong thế gian không thể vượt qua. Sông năm đường này thường cuốn trôi chúng sinh trong vô lượng kiếp, dòng nước chảy nhanh xiết của cảnh giới không gián đoạn, thế lực bạo ác khó có thể ngăn chặn, liên tục không thường, bị thế lực của nó kéo lôi, không thể cưỡng lại được. Sông ái dữ dội, nhưng tâm cá di nê vẫn có thể ra vào, đi đứng mạng sức. Đi ra là hàng trời, người, đi vào là các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ở trong sông ái, tâm cá di nê ra vào cũng lại như vậy. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy, tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Tùy kheo kia quan sát như vậy, làm sao tu thiền, niệm trụ để biết về pháp nghiệp báo. Quan sát tâm của tất cả chúng sinh thường hành động phóng túng, do tâm sai khiến, do tâm trói buộc. Người kia thấy nghe biết hoặc thấy bằng thiên nhãn, tất cả tâm nghiệp của chúng sinh đều phóng túng, lại dựa vào tâm nghiệp mà hành động nên bị tâm sai khiến. Người kia lại quan sát tiếp, vì sao chúng sinh từ vô thủy vô chung bị trói buộc xoay chuyển trong vô lượng kiếp theo vòng sanh tử. Người kia thấy nghe biết
hoặc thấy bằng thiên nhãn. Do tâm bị nhiễm dục nên chúng sinh bị trói buộc, do tâm thanh tịnh nên chúng sinh được giải thoát. Như vậy, tâm có vô lượng tướng hoại của duyên dựa, tướng hoại của tự thể, tướng hoại của đồng nghiệp. Tâm có năm thứ, tức là trong năm đường, luôn bị giam cầm, hòa hợp tương ưng với tâm kết xử, thường ở trong sinh tử. Lìa chỗ dựa bậc nhất là ba pháp vô vi như hư không. Tướng hoại của năm căn đều có năm loại tâm, là chỗ nương dựa của vô lượng vô biên tâm ái, là tất cả tướng hoại. Tóm lại, đây là phần nhiễm. Vậy dùng phương pháp gì để lìa bỏ nhiễm thuộc ba phiền não căn bản? Có ba cách đối trị. Tất cả chư Phật chánh biến tri ở quá khứ, vị lai đã giảng nói về chánh đạo như vậy. Tham lam dùng quán bất tịnh, sân dùng quán từ bi, si dùng quán nhân duyên. Người kia quán dục trong thân như vậy, tùy theo duyên vào thân, hành quán từng phần trong thân từ móng chân cho đến đỉnh đầu, quan sát từng phần. Thân thù này có gì là ta, có gì là của ta? Trong phần của tự thân, móng chân là như thế. Lì thân quan sát, móng chẳng phải là thân, ngón chân chẳng phải là thân. Cái gì là thân? Cái gì là ta? Cái gì là của ta? Tay chân chẳng phải là thân, tâm khởi lên chỗ nào mà nói là của ta? Mắt cá này chẳng phải là thân của ta, gót chân chẳng phải là thân của ta, bắp chân chẳng phải là thân của ta, đầu gối chẳng phải là thân của ta, mặt chẳng phải là thân của ta, âm căn chẳng phải là thân của ta, cái đầu lâu này cũng chẳng phải là thân của ta, chỗ tiểu tiện chẳng phải là thân của ta, sau lưng có 45 đốt xương đều chẳng phải là thân của ta, đầu chẳng phải là thân của ta, xương mặt cũng chẳng phải là thân của ta, xương đầu chẳng phải là thân của ta. Tỳ kheo kia quan sát từng phần trong thân thể, không có cái nào là thân của ta, trong mỗi phần đều không thấy có thân. Từng phần như vậy đều không thấy thân, cũng lại không thấy phần như thế. Người kia lại quan sát, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều không thấy gì là thân. Lại quan sát trong ngã, không có cái ta, tất cả những vật kia chỉ là vi trần. Như vậy, người kia quan sát từng phần trong thân giống như hạt cải, cho đến nhỏ như vi trần. Rồi người kia quan sát từng phần nơi các đại, cái gì là ngã, cái gì là địa giới. Như vậy, tuần tự cái gì là ngã, cái gì là thủy giới, cái gì là ngã, cái gì là hỏa giới, cái gì là ngã, cái gì là phong giới. Người kia quan sát giới như vậy thì không có giới, không có ngã, không có ngã riêng biệt, không có giới riêng biệt, không có giới và ngã riêng biệt. Ngoài ngã, giới không có vật. Tất cả như vậy đều là đệ nhất nghĩa đế. Ví như có vô lượng cây hòa hợp lại thì thấy một khu rừng. Cây không phải là rừng, ngoài cây ra thì không có rừng, đó là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy, nếu ngoài cây ra thì không có gì riêng biệt là rừng. Lại quán về cây, nếu lìa gốc, thân, cành, lá của nó ra riêng biệt thì không phải là cây, đó là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy là không có cây, nhưng dựa vào thế đế mà có rừng, có cây. Thân này cũng như vậy, chân tay hòa hợp lại chỉ là cái tên, vì dựa vào thế đế mà nói có thân. Tỳ kheo kia biết pháp của thân rồi thì lìa bỏ được dục của thân, lìa bỏ dục nơi từng phần trong thân, lìa bỏ được tất cả dục của căn, thọ, giới. Đã lìa dục rồi thì hỷ, dục, ái không thể trói buộc được nữa. Như vậy, phải siêng năng quán cách đối trị tâm dục. Lại nữa, tùy kheo kia làm sao dốc sức quán cách đối trị tâm sân. Người kia trú trong tâm từ, thường nỗ lực quán sát chúng sinh, vì làm điều ác nên mãi sinh tử trong năm đường, luôn luôn bị sợ hãi, giống như sợ chết không khác. Tùy kheo quán chúng sinh như mẹ thương con,
các chúng sinh kia bị khổ như vậy thì sao có thể sân giận họ? Nếu ta sân giận họ thì như trên một nhọt lại thêm một mụn nhọt nữa. Bản tánh chúng sinh đã khổ não như thế thì không nên sân giận họ. Sân là đại phiền não thứ hai, phải siêng năng quán cách đối trị tâm sân. Lại nữa, tỳ kheo kia làm sao dốc sức quán cách đối trị đại phiền não thứ ba? Chúng sinh vì si mê nên bị che lấp, thân tạo nghiệp bất thiện, khẩu tạo nghiệp bất thiện, ý tạo nghiệp bất thiện. Sau khi qua đời, bị đọa vào năm đường ác, sinh trong địa ngục. Nếu người nào lìa bỏ ngu si, tu hành chánh kiến, thân làm điều lành, miệng nói điều lành, ý nghĩ điều lành, biết rõ pháp thiện và pháp bất thiện, biết rõ tâm đúng pháp và phi pháp, thì diệt được đại phiền não thứ ba. Như vậy, dốc sức quán về các đối trị tâm si. Lại nữa, tỳ kheo kia siêng năng quán ba loại phiền não, ba cách đối trị và ba loại phiền não ấy diệt rồi thì tất cả kết sử phiền não đều diệt luôn. Giống như gốc cây bị chặt thì tất cả các phần như vỏ, thân, cành, lá, hoa, quả đều khô héo. Như vậy, nếu chặt đứt ba loại phiền não này thì tất cả phiền não đều diệt luôn. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Tỳ kheo kia làm sao ở trong địa thứ 7 tu tập địa thứ 8 đạt được địa thứ 8? Người kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiên nhãn. Tỳ kheo kia đầu tiên quán đúng như thật về nhãn. Vì sao kẻ phàm phu ngu si trong thế gian khi mắt thấy sắc thì khởi lên tâm tham, sân, si? Kẻ phàm phu kia thấy tri thức hoặc phụ nữ thì sinh tâm tham, nếu thấy khác thì sinh tâm sân, thấy đầy đủ đối tượng thì bị tham sân che lấp. Do nhãn thức đối với sắc không như thật nên tâm bị che lấp. Kẻ phàm phu ngu si do phân biệt nên khi nhãn thấy sắc thì bị tham sân si che lấp. Người tham ái tự ý phân biệt, đây là ta, đây là cái của ta. Ái dục cấu nhiễm giống như con chó gặm cục xương, do nước miếng, nước dãi chảy ra để mong ăn được chất tủy, mà con chó tham lam kia răng lợi bị chảy máu rồi liếm mùi vị ấy, cho là trong cục xương, nó không biết đó là máu của mình có mùi vị như vậy. Do tham đắm mùi vị nên nó không biết mình đã lần lượt cắn lưỡi của mình rồi lại tham đắm nơi mùi vị ấy. Do tham lam che lấp nên nó cho đó là mùi vị của nước trong xương. Kẻ phàm phu ngu si kia cũng lại như vậy, do hư vọng phân biệt nên khi nhãn thức thấy sắc thì tham đắm hỷ lạc, suy nghĩ phân biệt lấy xương khô là sắc, bỏ trong miệng là đắm nhiễm nơi mắt. Cảnh giới giống như răng cắn xẻ, ý cấu nhiễm giống như nước miếng, máu ái chảy ra rồi lại tham đắm vào mùi vị của máu ái đó, cho sắc là ngon, được mùi vị của sắc, giống như con chó kia. Kẻ phàm phu ngu si khi nhãn thức thấy sắc giống như sắc của cục xương, hư vọng phân biệt giống như con chó gặm cục xương. Quán như vậy, mắt thấy sắc giống như thấy xương khô. Tất cả kẻ phàm phu ngu si do bị mê lầm mà phân biệt hư vọng. Lại nữa, tỳ kheo kia tư duy như vậy, vì sao tỳ kheo kia sợ ái mà nhàm chán, xa lì sinh tử, xả bỏ tất cả dục, giống như con voi quý, sống đến 60 năm mà sức lực vẫn mạnh mẽ. Người khác điều phục voi, bắt cột năm chỗ của nó và bỏ trong chuồng, sau đó mới dùng các thức ăn ngon, những thứ khiến nó vui vẻ như miếng ngọt và rượu miếng ngọt, dùng các nhạc khí tấu lên ca hát để làm cho nó vui, không muốn nó buồn, không để nó nhớ đến những thứ vui trong rừng, lại khiến nó quên bẵng đi, lại nhốt chung với những con voi thường, điều phục cho thật tốt, tạo sự hệ thuộc vào người khác. Con voi ấy tuy được nuôi dưỡng như vậy, lo lắng như vậy, nhưng không thể nào khiến nó không còn sầu muộn.
nó không thể nào quên cái vui lúc dạo chơi tự do trong rừng, không quên cây cối, hoa quả ở nơi chốn kia, các thứ tiếng chim hót, hoặc lúc vui đùa bên bờ sông. Suy nghĩ như vậy, nó liền giật dây buộc, bỏ chạy, vì nó nhớ lại những cái vui thích kia, không sợ người điều phục. Voi liền phá chuồng, rồi chạy về rừng. Tâm không thèm nhớ lại đường cát, thức ăn ngon, miếng ngọt, và rượu miếng ngọt, các âm thanh đàn hát. Những thứ ấy không thể nào điều phục được tâm nó, không thể dối gạt được voi, vì nó không quên những sự vui thích trong rừng, không thích ở chung với những con voi thường, nên nó quyết trở lại chốn núi rừng. Tỳ kheo tu hành cũng lại như vậy, từ vô thị đến nay, lưu chuyển mãi trong thế gian, bị cột vào năm thứ trói buộc, đó là tham ái nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc. Người khéo điều thuận là sáu thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhà giam, chuồng là sự yêu mến vợ con, quyến thuộc, chỗ nương ở, nô bọc, tôi tớ, giàu sướng là sự ngăn che của phiền não cấu nhiễm. Những thức ăn uống, các thứ tạo sự vui vẻ, sự miếng ngọt, vô số những mùi vị ngon. Tâm phân biệt chính là các thứ tạo sự hoan hỷ. Dâm dục là thức ăn uống, lưỡi ái nơi tâm là các thứ âm thanh ca nhạc, đùa giỡn. Kẻ phàm phu tà kiến giống như con voi thường, cùng ở chung là lưỡi nghi thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Chất ngọt trong miệng là ưa thích tà kiến, hệ thuộc vào người khác là lệ thuộc vào dục, tham, sân, si. Voi được điều phục là người tu hành, tất cả nhiễm si là sự cúng dường. Nhớ nghĩ, xuất ly tức là thiền trong núi, tam ma đề là hang núi, tâm sinh tám chánh đạo, đây gọi là hoa, niết bàn là quả, âm thanh của các loài chim là pháp sư, trí tuệ là sông, bờ sông là nhất tâm, địa phận là bốn phạm hạnh, từ bi hỷ xả. Người tu hành giống như con voi mạnh mẽ, tùy thuận nơi hành trang an vui trong thiền định, hướng về Tăng Già Lam là trở lại với rừng. Như vậy, người tu hành đạo cũng như con voi mạnh mẽ, còn người không tu hành thì cũng như con chó không khác. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Thế nào là tỳ kheo kia ở địa thứ 8, tu tập địa thứ 9 và chứng được địa thứ 9? Người kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiên nhãn, tất cả sự vật nơi tam giới đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Quán tất cả dục cũng lại như vậy. Ví như cây cổ thụ cao to, tên Khư Thù Lê, ở tận rừng sâu đầy hiểm trở, có rất nhiều gai góc, trái ở đầu ngọn cây đã ít mà cũng khó hái. Nếu lấy được trái ấy thì có nhiều tai họa, sợ trái rơi xuống chỗ nguy hiểm, lại sợ mất mạng. Bụng cây có lỗ hổng ấy bị mục nát lõm vô, ai leo lên cây đều sợ lỗ hổng mục nát ấy làm mất mạng. Cây ấy rất cao, nếu rớt xuống thì sẽ chết ngay, huống chi rớt xuống từ sườn núi cao hiểm ác. Kẻ phàm phu ngu si, mắt mù không có trí, vì tham đắm các mùi vị, mong được nhìn thấy quả của cây kia mà không xem cây ở nơi sườn núi cao lại có lỗ hổng một nát. Người ngu si kia do tham đắm mùi vị của quả ấy mà leo lên cây, chưa tới gần quả thì bị rớt xuống đất chết ngay. Lại cũng có người khác biết chút ít về các hái trái, hoặc có mạng sống lâu nên không bị rớt xuống, được chút ít mùi vị của quả đó nhưng cũng chịu nhiều khổ não. Tỳ kheo tu hành kia quán rừng năm đường, ở giữa có lỗ hổng, sườn núi cao vút hiểm trở kia là tất cả thứ bệnh hoạn, cây Khư Thù Lê là tâm tham dục, vô số gai góc là vô lượng trăm ngàn thứ phiền não. Cầu khó nhọc để được quả kia gọi là khổ. Trái ở ngọn cây là tất cả ý dục, tham ái về sắc, thanh, hương, vị, xúc, khó mà có được là quả dục.
gọi là đi biển hoặc là sợ đau, gần gũi với vua, làm giặc để sống, chịu các khổ như vậy mới đạt được chỗ ham muốn của mình. Nhưng người kia bị khổ, có nhiều lỗi lầm là tham dục, sân si, rơi từ trên sườn núi cao là rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chết ngay lập tức là mạng sống của chánh pháp bị diệt tận. Lỗ hổng một nét nơi cây là sự trống không, không có một vật, tất cả đều không bền chắc. Người ngu si đến là đám người tà kiến ngu si, bị vô lượng tội lỗi như vậy còn lại tạo thêm nhiều lỗi lầm. Như vậy quả dục mùi vị ít mà tai họa nhiều. Tỳ kheo kia quán xét tất cả tham dục như vậy không sinh phân biệt. Lại nữa, tỳ kheo kia quan sát tâm dục giống như ngọn lửa, ngọn đèn. Màu sắc ánh sáng rất đáng ưa thích, nhưng chạm vào thì rất nóng. Đến phù du ngu dại thấy ánh sáng của ngọn đèn, tham đắm ái lạc nên bay vào liền bị chết ngay. Kẻ phàm phu ngu si cũng lại như vậy, bị dục sân si che lấp, tâm sinh đắm nhiễm với tất cả dục, giống như đám phù du kia thấy màu sắc ánh sáng của ngọn đèn. Nếu lao vào đèn dục, tức là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, giống như con phù du kia bay vào đèn mà chết. Tỳ kheo kia quan sát như vậy, tâm lìa được dục. Lại nữa, tỳ kheo kia trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Tất cả chúng sinh trong thế gian này bị trói buộc do loại dây nào mà luôn luôn phải sinh tử luân hồi. Người kia thấy, nghe, biết hoặc thấy bằng thiên nhãn, thấy chúng sinh bị hai sợi dây buộc chặt trong thế gian. Một, dây ăn. Hai, dây xúc. Dây ăn có bốn: một, đoàn thực; hai, tư thực; ba, thiền thực; bốn, xúc thực. Đoàn thực là chỗ của bốn châu thiên hạ, sáu cõi trời ở dục giới, tám đại địa ngục và một phần thuộc ngạ quỷ. Tư thực là trong loài cá. Thiền thực là hành thiền của các cõi trời thuộc sắc giới. Xúc thực là các loài chim. Thế nào là xúc? Xúc nghĩa là dục. Có cái cầm lấy, có cái vui chơi, có cái mắt thấy được, tất cả đều bị dục xúc gạt lừa. Tất cả kẻ phàm phu ngu si cũng như vậy. Nghĩa là trong dục giới, người, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, những cõi này đều làm theo dục, cho nên gọi là dục giới. Lại như tam ma bạc đề ở vô sắc giới, lấy sự duyên dựa làm thức ăn, do hai sợi dây này mà luôn ở mãi trong thế gian, không lìa được dục, thường bị tất cả các kết sự trói buộc. Lại nữa, tỳ kheo kia quán như thật về nhãn. Khi nhãn thức thấy sắc, nếu sinh xúc vui thì duyên dự theo vui mà nghiệp báo không vui. Lại quán như thật, khi nhãn thức thấy sắc là chỗ không vừa ý. Nếu nhãn xúc sinh duyên hợp với khổ, đó là nghiệp báo vui. Người kia nhận biết như thật, vì sao nói nhãn thức thấy sắc duyên hợp với vui nhưng không phải nghiệp báo vui? Ở trong pháp này, tùy thuận quan sát, nhãn thấy sắc rồi, tư duy bất thiện, quan sát duyên dựa, theo sự quan sát đó, nhớ nghĩ về mùi vị, rồi tham đắm mà sinh tâm vui thích. Hiện tại tuy vui, nhưng về sau chịu khổ báo, tạo nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì nghiệp gì mà trong hiện tại không được quả báo vui, về sau mới được quả báo vui? Nhãn thức thấy sắc sinh nhãn xúc, tư duy tâm thiện, quan sát duyên hợp. Đời hiện tại tâm không tham đắm, hiện tại tâm không hỷ lạc, nên không bị nghiệp báo khổ. Sau sinh vào cõi trời, người được an vui thắng diệu, cuối cùng đạt niết bàn. Các thức nhĩ, tỷ, thiệt, thần ý cũng đều như vậy. Lại nữa, người tu hành trong tâm tư duy tùy thuận với chánh pháp, quan sát sự hoạt động của các pháp. Thế nào là tỳ kheo kia khi nhãn thức thấy sắc thì tâm hành xả? Nghĩa là tỳ kheo kia khi mắt thấy sắc rồi, tâm không hỷ lạc, không phải là không hỷ lạc,
không tham, không ghét, tâm không hy vọng, không phải là không hy vọng, không nhớ nghĩ, cũng không phải là không nhớ nghĩ, cũng không bị sự quan sát bất thiện che lấp. Hành sẽ như vậy, gọi là xứ sẽ, chẳng phải là xứ khổ lạc. Lại nữa, tỳ kheo kia chứng được địa thứ 10. Hành từ địa thứ 6, gọi là A-na-hàm trong địa sơ thiền, cho đến tứ thiền, đạt được địa kia, người ấy quán các pháp sinh diệt, còn mất, thường siêng năng tu hành tám chánh đạo, muốn giác ngộ, muốn đạt đến giải thoát. Tỳ kheo kia tinh tấn như vậy, cùng mà sẽ bị che lấp, dạ so sống trên đất, biết sự việc như thế rất hoan hỷ, nói với dạ so nơi hư không, dạ so nơi hư không, tâu với tứ đại vương tâu với tứ thiên vương tâu lại trời tam thập tam, trời tam thập tam nói với trời diệm ma nói với thiên chủ đầu xuất nói với trời hóa lạc nói với trời tha hóa tự tại, trời tha hóa tự tại nói với phạn thiên. Trong cõi diêm phù đề có thiện nam nói rộng như trước, cho đến tám địa thâu giữ sáu địa. Phạm Thiên nghe xong rất vui mừng. Phạm Ca Di Thiên xuất thiền đi dạo, nghe sự thật như vậy rồi trở nên vui mừng. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: làm thiện hoặc bất thiện, nhất định chịu nghiệp quả. Nghiệp ai gây nấy hưởng, đều bị nghiệp trói buộc. Như vậy đức phiền não, ban đầu ngọt sau đắng, lìa cảnh giới như độc, vì nó không lợi ích. Người trí không phiền não, thuộc vào cảnh giới trí, đời này hoặc đời sau luôn luôn được an lạc. Người trí đốt phiền não như lửa đốt cỏ khô, phiền não che trí phạm. Nên Phật nói tam bảo: ai thích cảnh giới trí tịch tỉnh như mâu ni, rắn phiền não cắn ai, người đó mất tất cả. Người nào biết nhị đế dũng mãnh thấy biết rõ, là hành đệ nhất đạo, sẽ ly chốn sinh tử. Nếu ai thích sinh tử, hỷ lạc giặc phiền não, người đó thường bị trói, lưu chuyển nơi nguy hiểm. Ai có tâm xuất ly, thường hành hạnh tịch tỉnh, chết sinh vào cõi trời, đạt đến cõi phạm thiên. Ai không hỷ lạc dục, cũng nhường Phật pháp tăng, người đó bỏ sinh tử như gió thổi cỏ khô. Ai không bị tâm sai, lại điều khiển được tâm, có thể trừ phiền não như trời mọc trừ tối. Tâm oán là thứ nhất, không có oán nào hơn. Tâm thường đốt chúng sinh như phóng lửa đốt cây. Ai tâm hành buông lung, ngu si không hộ căn, bị khổ không tịch tỉnh, các niết bàn rất xa, biết khổ quả báo khổ, lại biết nhân cụ khổ, thoát khỏi các trói buộc, lìa hết các phiền não, trí là sáng bậc nhất, si là tối tăm nhất. Có ánh sáng như vậy gọi là người trí tuệ. Si là ác hơn hết, người trí tuệ xả bỏ. Ai để si hoành hành thì khó được tịch tỉnh. Ai muốn mình an ổn thà chạm vào lửa dữ, hoặc ở chung rắn độc, trọn không gần phiền não. Trí cam lồ bậc nhất, trí an ổn bậc nhất, trí người thân thứ nhất, trí quỷ báu hơn hết. Có lựa trí như vậy, sẽ thiêu núi phiền não, đốt núi phiền não kia, được đến chỗ an lạc. Nếu ai không trí tuệ, như mù vào chỗ tối, không nhàm chán sinh tử, vì pháp luôn chế ngự. Ai thường niệm chánh pháp, thành con người lương thiện, không bị tâm lừa gạt, đáng được người cúng dường. Tỳ kheo kia biết pháp, phi pháp như vậy rồi, y theo chánh pháp mà hành trì, tâm tịnh như vậy, thì có thể phá trừ vô lượng trăm ngàn núi cao sinh tử, không còn sót gì cả, không sinh trở lại, lìa giao phiền não, gần với niết bàn. Ha ha ha,